Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lúc bấy giờ, Mục Khanh Tuyền tới khởi một chiếc thuyền hoa. Chiếc thuyền hoa này vô cùng tinh xảo. Trên thuyền có đỉnh vũ khác lầu, hoa thơm cỏ lạ, lại có rất nhiều thần nữ tranh nhau khoe sắc vô cùng hoa lệ. Đám thần nữ này phe phẩy mái chèo lái thuyền đi tới. Chiếc thuyền hoa lái đi giữa ánh trăng, ở trên thiên không lộ ra tình thơ ý họa. Mục Khanh Tuyền ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên bầu trời rồi mới cười mỉm nói: "Lần này chúng ta đi Cự Linh Thần Tộc khiêu chiến Thiên Huyền Tử trước đi, rồi lại tới Lôi Trạch Thị khiêu chiến Lôi Cốn, sau đó đi khiêu chiến các cường giả trẻ tuổi của những hoàng tộc trước đây như Hách Tư Thí, Hoa Tư Thí, Bàn Hồ Thí, Đề Đính Thí. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có tinh anh của các tộc, nhất là cường giả trẻ tuổi của đương kim 24 đế tộc kia." Đám người ba đích âm thầm líu lưỡi. Những thần tộc như Bàn Hồ, Đề Đính, Cự Linh, Hách Tư, Hoa Tư, Lôi Trạch này đều là các hoàng tộc của thời đại địa kỷ, huyết mạch cường hoành. Không ngờ Mục Khanh Tuyền lại muốn khiêu chiến một lần các cường giả trẻ tuổi của những hoàng tộc cổ lão này. Hơn nữa, các đế tộc lại càng không phải là chuyện đùa. Thời đại địa kỷ kết thúc cho tới bây giờ, mặc dù chỉ mới trải qua hai thiên đế, thế nhưng ngoại trừ Thiên Nguyên Thị và đương kim đế tộc ra, vẫn còn có những đế tộc khác nữa. Sau khi thời đại địa kỷ, lục đại luân hồi xác lập, tồn tại đế cấp có tới 12 vạn thọ nguyên. Bởi vậy, những tồn tại đế cấp cũng không phải là số ít. Mặc dù những tồn tại đế cấp này không trở thành thiên đế, thế nhưng chủng tộc của bọn họ cũng tính là đế cấp, đế tộc. Tinh vực Tử Vi hiện tại, kể cả Thiên Nguyên Thị và chủng tộc của đương kim thiên đế, tổng cộng có 24 đế tộc. Nội tình một cái so với một cái lại càng hùng hậu hơn. Thậm chí có truyền thuyết nói nội tình và huyết mạch truyền thừa của đương kim 24 đế tộc sớm đã vượt qua bát đại hoàng tộc của năm xưa. Còn có lời đồn nói đương kim thiên đế cho rằng thời đại địa kỷ đã kết thúc, bát đại hoàng tộc trước đây tại thời đại thần kỷ hiện tại hẳn là đã lỗi thời rồi. 24 đế tộc hẳn nên được đổi tên thành 24 hoàng tộc, xóa tên bát đại hoàng tộc trước đây. Nhưng đó chỉ là một lời đồn, cho tới bây giờ thiên đế vẫn chưa có hạ lệnh. Dịch Sư Thúc có hứng thú đọ sức một chút hay không? Mục Khanh Tuyền nhìn về phía Trung Nhạc, lộ ra thần sắc muốn thử xem sao nói. "Ta nghe nói Dịch Sư Thúc từng đánh ngang tay với Thiên Huyền Tử, nếu ta đánh được thắng ngươi, vậy cũng không cần đi khiêu chiến với Thiên Huyền Tử nữa rồi." Trung Nhạc lắc đầu: "Người vẫn còn quá yếu." Mục Khanh Tuyền nhất thời phẫn nộ, hận không thể nhào tới cắn hắn một cái, đầy mặt nở hoa. "Là sự thật." Trung Nhạc cực kỳ nghiêm túc nói. Mục Khanh Tuyền cười lạnh một tiếng nói: "Ta yếu chỗ nào chứ? Công pháp phụ thần truyền thụ cho ta là công pháp mạnh nhất thế gian. Thần thông của phụ thần cũng là thần thông mạnh nhất thế gian. Người có thể mạnh hơn ta được hay sao?" Trung Nhạc mỉm cười nói: "Sát khí của ngươi không đủ mạnh." "Sát khí ư?" Mục Khanh Tuyền trợn trừng cặp mắt, nỗ lực làm ra bộ dáng hung ác. Trung Nhạc nói: "Sát khí không phải là giả vờ hung ác kia. Bà đích à, ngươi từng giết qua không ít thần ma, ngươi phóng xuất sát khí của chính mình ra cho nàng ta xem một chút đi." Tâm niệm của Ba Đích khẽ động, sát khí lập tức tràn ra, nhất thời huyết thải ngập trời, đập mặt mà tới. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, khiến cho người ta không rét mà run. Hắn trải qua không ít chàng chém giết, cường giả chết trong tay của hắn không phải là số ít, cho nên đã nuôi dưỡng ra một thân sát khí năng lệ. Mục Khanh Tuyền khẽ dùng mình một cái hỏi: "Sát khí của Thiên Huyền Tử cũng nặng như vậy sao?" Ba Đích lướt nhìn Trung Nhạc một cái rồi lắc đầu nói: "Sát khí của Thiên Huyền Tử cường hoành hơn của ta không biết bao nhiêu lần, nhưng so với Dịch tiên sinh thì yếu hơn mấy phần. Loại sát khí đó phi thường khủng bố, nếu ngươi khiêu chiến hắn
bị sát khí của hắn bao phủ một cái thôi, ngươi liền thua rồi. Mục Khanh Tuyển nhất thời trầm ngâm, sau một lúc lâu mới nói: chúng ta đi khiêu chiến những vương tộc khác trước vậy, bồi dưỡng ra sát khí, sau đó mới lại đi khiêu chiến với Thiên Huyền Tử. Trung Nhạc cũng có chút kinh ngạc, nàng thiếu nữ này cũng biết tiến thối, không có khư khư cố chấp. Bà đích phân phó một tiếng, chiếc thuyền hoa liền lái về phía Huyền Vũ vương tộc. Trên đường đi, bọn họ lại đi qua mấy thần tộc quy mô khá nhỏ. Mục Khanh Tuyển rời thuyền, khách khách khí khí thỉnh giáo đám thánh địa kia chiến thắng mấy gã thần minh tiểu tộc, lúc này mới chạy tới Huyền Vũ vương tộc. Con gái của Tiên Thiên Đế Quân cũng không quá ngu xuẩn, hiểu được tích lũy đại thế cho chính mình, trong lòng Trung Nhạc thầm khen ngợi. Sở dĩ Mục Khanh Tuyển lựa chọn chiến đấu với thần minh tiểu tộc trước, chính là để bồi dưỡng ra lòng tin, tín niệm tất thắng, khiến cho khí thế của chính mình càng lúc càng mạnh, thừa thế xông lên, mượn thế mà đánh, đối với phát huy thực lực rất có trợ giúp. Sau khi tới Huyền Vũ thần tộc, Mục Khanh Tuyển lại khiêu chiến thần minh của Huyền Vũ thần tộc, bách chiến bất bại, cũng bồi dưỡng được chút sát khí vô cùng không tệ. Mục Khanh Tuyển lại đi tới mấy vương tộc nữa khiêu chiến, chiến thắng đám thần ma trẻ tuổi của mấy chủng tộc thần ma Tất Phương, Quỳ Long, Sa Bỉ Thi, khí thế tích lũy được càng cường hoành dị thường, sát khí cũng càng lúc càng thịnh. Lúc này bọn họ đã đi tới sát biên giới Tử Vi Đế Tinh. Thần tộc ma tộc ở nơi này cũng càng cường hoành hơn, cũng không thiếu có đế tộc tồn tại. Hiện tại ta có thể khiêu chiến Thiên Huyền Tử rồi chứ? Mục Khanh Tuyền nhìn về phía Trung Nhạc khách khí hỏi. Vẫn chưa được, sát khí không đủ, sát ý cũng không đủ. Trung Nhạc lắc đầu nói. Mục Khanh Tuyền cả giận. Ta đã tu luyện sát khí, còn phải tu luyện sát ý nữa sao? Cái gì gọi là sát ý đây? Có bản lĩnh người phóng xuất ra để ta nhìn một chút xem. Đột nhiên chiếc thuyền hoa chợt khẽ chấn động, dừng lại, chỉ nghe một đạo thanh âm vang lên. Sát ý sao? Hiện tại một công chúa có thể cảm giác được sát ý hay chưa? Ầm một tiếng, chiếc thuyền hoa đột nhiên chia năm xẻ bảy, quang mang vô biên vô tận phóng tới. Trong nháy mắt, toàn bộ thần nữ trên thuyền hoa đều tan thành mây khói, chết sạch chết sẽ ở trong thần quang. Một cỗ sát ý khủng bố dập trời ngập đất đánh tới, sát ý lan tỏa khắp nơi. Mục Khanh Tuyền nhất thời cảm thấy hết thảy nguyên thần, nhục thân, pháp lực, thần thông, thần binh của chính mình đều bị sát ý của đối phương xâm nhập. Tựa hồ chính mình chỉ cần có bất luận dị động gì, liền sẽ xuất hiện sơ hở, bị thần thông của đối phương đánh chết. Bà đích tế khởi một mặt tấm gương ngăn cản đạo thần quang này. Đám đệ tử đế quân còn lại vội vàng hợp lực thôi động tấm gương chống lại đạo thần quang kia. Ở xa xa, mấy trăm gã thiên thần thân khoác khắc bào đứng ở nơi đấy, giơ cao một viên cầu thật lớn. Viên cầu kia là bạch diệu kim do Thái Dương tử vong đổ sụp tạo thành. Đạo thần quang vừa rồi bắn chết đám thần nữ kia chính là do bạch diệu kim bắn ra. Đám thiên thần này không biết có lai lịch gì. Bạch diệu kim vốn dĩ cực kỳ chân quý. Tạo vật chủ, đế quân, thậm chí thiên đế khi luyện bảo đều cần dùng tới loại thần kim này. Không ngờ đám thiên thần hắc bào này lại có được một khối. Khối bạch diệu kim này vẫn chưa luyện chế thành thần binh, chỉ là một khối bạch diệu kim đơn thuần, nhưng chỉ là lực lượng nguyên thủy của nó cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Kiện thần binh này chịu không nổi rồi. Trên trán ba đích toát ra một hối lạnh, tấm gương kia không địch lại uy năng của bạch diệu kim. Mặc dù đã bị thua phát tới mức tận cùng, thế nhưng cũng đã bắt đầu tan chảy, sắp sửa tiêu tán. Đúng lúc này, Trung Nhạc đột nhiên phóng ra sát ý. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Trước mắt hiện ra tầng tầng dị tượng, đó là hắc ám vô biên vô tận, vô số linh hồn đang gào thét, đang rẽ rủa, đang trầm luân. Trong bóng tối khiến người ta tuyệt vọng, chỉ có một tia hỏa quang yếu ớt. Toàn bộ đám đệ tử đế quân, kể cả Mục Khanh Tuyền, đều cảm thấy linh hồn của chính mình bị cỗ sát ý này vặn vẹo. Cỗ sát ý này là sát khí khiến cho người ta phải tuyệt vọng, khiến cho người ta hận không thể cầm theo song đao một đường chém giết, huyết tẩy hết thảy, khiến cho máu tươi nhuộm đỏ trời này, đất này. Cái gọi là sát ý ngập trời không gì hơn tràng cảnh này. Mà sát ý của Trung Nhạc cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào đám thiên thần kia. Những nơi sát ý đi qua, từng tôn thiên thần kêu rên, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi mãnh liệt. Đỉnh đầu của Trung Nhạc bay ra một đạo khí tiên thiên thái dương, biến thành một cây thần thụ phong cách cổ xưa, quất mạnh về phía trước. Mấy trăm tôn thiên thần giống giận ra sức chống lại, thôi động bạch diệu kim phát ra thần quang rực rỡ. Cây thần thụ kia chính là thần thông tiên thiên do Lê Dương thần quân khi còn sống sáng chế ra. Từng mảnh lá cây cắt vào trong quang mang. Đám thiên thần nhất thời cảm thấy
pháp lực của chính mình không ngừng tuôn chảy ra, bị từng mảnh lá cây kia thừa dịp hư mà vào. Thanh âm xẹt xẹt vang lên không ngừng, đám lá cây xuyên qua mi tâm bọn họ, từ sau đầu bọn họ bắn ra, lưu lại từng cỗ thi thể. Chỉ có một tôn thiên thần là không bị đánh chết. Hắn nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Đột nhiên nguyên thần của hắn chợt bay ra, bị Bạch Diệu Kim chiếu rọi một cái, nguyên thần biến thành tro bụi. Hắn chính là tự sát mà chết, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, hắn lưu lại tôn thiên thần này chính là muốn dò xét la lịch của hắn, rốt cuộc là thế lực phương nào muốn chặn giết Mục Khanh Tuyền. Không ngờ tôn thiên thần này lại quyết tuyệt như vậy, tình nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn bị hắn bắt giữ. Trung Nhạc tản đi sát ý, thu hồi đạo khí tiên thiên thái dương kia. Đám người Mục Khanh Tuyền, Ba Đích vẫn còn mất hồn mất vía, thất hồn lạc phách, giống như vừa mới vớt lên từ trong nước vậy. Mồ hôi thấm đẫm y phục, Mục Khanh Tuyền cảm thấy trái tim của chính mình bị cố sát ý kia áp bách tới mức ngưng đập. Đợi tới khi sát ý biến mất, lúc này mới phành phành nhảy loạn vài cái, có một loại cảm giác tìm được đường sống ở trong chỗ chết. Đây chính là sát ý của hắn sao? Nàng không khỏi dùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc tràn ngập sợ hãi. Sát ý của hắn không ngờ nắng và khiến cho người ta tuyệt vọng như vậy. Hắn làm sao luyện ra sát ý đáng sợ như vậy đây? Có người theo dõi chúng ta, Trung Nhạc đột nhiên nói. Chúng ta không thể tiến về phía trước, mau mau trở về Tử Vi Đế Tinh. Bà Đích biến ra chân thân đi. Sao, có người theo dõi chúng ta sao? Đám người dùng mình một cái, Ba Đích vội vàng biến thành Tam Túc Ma Ô, đám người leo lên trên lưng của hắn, Ba Đích lập tức vỗ cánh bay về phía Tử Vi Đế Tinh. Mà ở phía xa, bên trong tinh không, từng đạo quang mang chớp động, đám quang mang kia là từng sợi tơ mảnh vô cùng dày đặc, nhiều tới ngàn ức vạn. Vô số sợi tơ xen kẽ giao thoa, hoặc là giao hội, hoặc là tương liên, hoặc là không hề can thiệp lẫn nhau. Nếu Trung Nhạc có mặt ở đây, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Những sợi tơ này vậy mà thập phần tương tự với mạng lưới nhân quả mà hắn bày bố, cũng là mạng lưới nhân quả do vô số những sợi tơ nhân quả kết thành. Chỉ là mạng lưới nhân quả này so với mạng lưới nhân quả do hắn thiết lập ra càng phức tạp hơn, càng hoàn chỉnh hơn. Cái mà Trung Nhạc sử dụng là quẻ âm quẻ dương, mà những sợi tơ nhân quả này lại dùng là một loại phù văn đồ đằng thôi diễn khác, không thần diệu bằng quẻ âm quẻ dương của Trung Nhạc. Mạng lưới nhân quả càng phức tạp, nhu cầu trí tuệ để vận hành lại càng nhiều. Cho dù là Trung Nhạc cũng thường xuyên trí tuệ cạn kiệt, mà mạng lưới nhân quả này vậy mà nhiều hơn không biết bao nhiêu sợi tơ nhân quả. Có thể thấy được tồn tại bày bố mạng lưới này nhất định là không tầm thường. Nếu muốn tiên thiên đế quân tái khởi tranh chấp với thiên đế, nhất định phải giết chết Mục Khanh Tuyền. Ở bên dưới mạng lưới nhân quả, một nàng mỹ phụ mỉm cười nói. Rút một sợi tóc chấn động toàn thân, chỉ cần Mục Khanh Tuyền vừa chết đi sẽ có thể tác động tới thế cục của tinh vực Tử Vi, khiến cho thiên hạ đại loạn. Mà lão gia cũng có thể thủ thắng trong hỗn loạn, đạt được bảo tọa thiên đế. Dù sao lão gia cũng là tồn tại đế cấp à. Đã không còn tiên thiên đế quân và thiên đế, kẻ nào sẽ là đối thủ của lão gia nữa đây? Chỉ là vừa rồi tại sao lão gia chỉ xuất động có mấy trăm gã thiên thần như vậy? Bên cạnh mạng lưới nhân quả còn có một gã nam tử hắc bào, hắn thản nhiên nói. Ta muốn nhìn một chút xem Mục Tiên Thiên có đi theo sau lưng hay không. Không nghĩ tới Mục Tiên Thiên không xuất hiện, ngược lại có một tiểu gia hỏa thực lực không tệ đã làm hư chuyện của ta. Hiện tại bọn họ đã trốn vào Tử Vi Đế Tinh, dưới chân của thiên đế, nghĩ muốn giết chết bọn họ tại đế tinh càng khó khăn hơn rồi. Mỹ phụ kia mỉm cười nói. Lão gia, ta có thể khuấy động nhân quả để cho bọn họ chết trong Tử Vi Đế Tinh, đối với ta cũng không tính là khó khăn gì. Chỉ là ta cần phải tự mình đi đế tinh một chuyến, tiếp xúc một chút gã nhân tộc vừa rồi kia, theo hắn rồi kéo hắn vào trong mạng lưới nhân quả của ta. Nếu đã như vậy, vậy thì mời Thiên Tiên Nương Nương xuất thủ. Nam tử hắc bào kia cười hăng hắc nói. Tử Vi Đế Tinh rộng lớn bát ngát vô bờ, Trung Nhạc lần đầu tiên hàng lâm trên quả đế tinh này, nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời như một quả quang cầu, chẳng diện vô cùng rung động. Tất cả những ngôi sao của 3000 lục đạo giới và tinh vực Tử Vi đều treo trên mặt trời Tử Vi Đế Tinh, phảng phất như một thế giới tinh không vô biên cổ lão theo lên trên một tấm màn tròn trịa. Toàn bộ thiên hạ hết thảy đều thu vào tầm mắt,
cho dù là vũ trụ cổ lão cũng có thể nhìn ra một cái không sót gì. Tử vi đế tinh đã từng được gọi là thiên cầu. Bỗng nhiên thanh âm Tân Hỏa đột nhiên vang lên, hắn lên tiếng nói: ý tứ của thiên cầu chính là nơi này là trung tâm của toàn bộ vũ trụ, bất luận là 3000 lục đạo giới, hay là vũ trụ cổ lão, hay là những chư thiên to to nhỏ nhỏ khác kia, những thế giới do đại năng mở ra, hết thảy cũng đều xoay chuyển quanh tử vi đế tinh. Thậm chí có người còn nói, nếu quả tinh cầu này mà bạo tạc, sẽ đản sinh ra một vũ trụ mới kìa. Trong lòng Trung Nhạc rung động không thôi, dùng bầu trời làm quang cầu, quan sát toàn bộ chư thiên, đây chẳng phải là nói nhất cử nhất động của chư thiên cũng có thể nhìn rõ trong mắt hay sao? Hạch tâm của vũ trụ cổ lão nằm tại thần thành thứ 9 của thông thiên tinh đạo, mà nơi này là trung tâm của hết thảy chư thiên vũ trụ, hơn nữa càng là cao hơn một bậc. Nam cực, bắc cực của tử vi đế tinh được gọi là thiên cực, đường xích đạo gọi là thiên xích đạo, đỉnh núi gọi là thiên phong, dòng sông gọi là thiên hà, phủ đệ thần ma gọi là thiên phú. Xưng hô bất đồng với những địa phương khác kia, hiện rõ sự tôn quý. Tân Hỏa tiếp tục nói: nơi này quả thật là rất thần dị, có rất nhiều địa phương là động thiên phúc địa tự nhiên, có vô số địa phương thần diệu huyền bí. Nếu định cư tu luyện ở chỗ này, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ nhanh hơn những địa phương khác rất nhiều. Ba Đích trầm giọng nói: hơn phần nữa 24 đế tộc đều tụ tập tại tử vi đế tinh, hoặc là ở phụ cận tử vi đế tinh. Sau khi chúng ta đi tới tử vi đế tinh, nhất định phải cẩn thận, không được gây chuyện thị phi, tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mục Khanh Tuyền đột nhiên lên tiếng: cần phải đi gây phiền toái, nhất định là phải gây phiền toái rồi, gây phiền toái càng lớn càng tốt kìa. Ba Đích thoáng ngẩn người, không hiểu ý của nàng, lúng ta lúng túng nói: Khanh Tuyền công chúa, nơi này là đế tinh, địa phương thiên đế cư trú, địa phương đế tộc tụ tập, nếu chọc ra phiền toái, sợ rằng sẽ bất lợi đối với chúng ta. Hơn nữa sư tôn và thiên đế đang có tranh chấp với nhau, vạn nhất thiên đế biết được người tới đây. Đám đệ tử đế quân còn lại cũng nhao nhao gật đầu, riêng Trung Nhạc thì lại thầm khen nữ tử này thông minh. Trên đường bọn họ tao ngộ tập sát, hiển nhiên đây chỉ là một trận thăm dò, trận mở màn của vở kịch mà thôi. Những trận tập sát phía sau khẳng định lại càng kinh người hơn, càng hung mãnh hơn, tất yếu phải giết chết Mục Khanh Tuyền. Cho nên bọn họ nhất định phải khiến cho người ta chú mục, khiến cho toàn bộ các tồn tại trong tử vi đế tinh đều biết rõ con gái tiên thiên đế quân đang ở chỗ này. Lúc đấy đám người truy sát kia mới sợ đầu sợ đuôi, không dám thò đầu ra nữa. Hơn nữa thiên đế là thân phận gì, sao có thể xé rách ra mặt trực tiếp đối phó với bọn họ đây. Hiện tại quan hệ giữa thiên đế và tiên thiên đế quân như phá mà chưa phá. Nếu thiên đế xuất thủ giết chết Mục Khanh Tuyền, vậy sẽ để cho tiên thiên đế quân chiếm cao điểm đạo đức, hiển nhiên thiên đế sẽ không cấp cho hắn cơ hội này. Ở một phương diện khác, động tĩnh của bọn họ càng lớn sẽ càng khiến cho tiên thiên cung sớm nhận được tin tức của bọn họ, phái cường giả tới đây bảo hộ. Cách làm này có đạo lý đồng dạng với thời điểm Trung Nhạc vừa mới tiến vào uy thần lục đạo giới, sau khi giết chết con trai Bích Thiên Pháp Vương đã đại náo một trận. Mục Khanh Tuyền quả quyết nói: chúng ta đi lật lục thị khiêu chiến các thần minh trẻ tuổi của lật lục thị, trận chiến này nhất định phải đánh ra danh tiếng, để cho toàn bộ đế tinh đều biết chúng ta đã tới đây rồi, biết rõ ta là công chúa của tiên thiên cung. Lật lục thị là một trong đương kim 24 đế tộc, ngoại trừ lật lục thị ra còn có Thủy Long thị, Ly Thiên thị, Tôn Lô thị, Bá Hoàng thị, Hoàng Đình thị, Hạo Anh thị, Hỗn Độn thị, Vô Hoài thị, Chu Tưng thị, Âm Khang thị, Cát Tiên kỵ, Đế Minh thị và Tiên Nguyên thị. Đương kim thiên đế chính là tế tử Đế Minh thị. Bát đại hoàng tộc ngoại trừ Phục Khi thị, Lôi Trạch thị, Hoa Tư thị, Hách Tư thị, Bàn Hồ thị, Đề Đĩnh thị và Cự Linh thị ra còn có Trung Ương thị. Thần tộc này tại thời đại địa kỷ đã xuất hiện qua năm triều thiên đế. Hiện tại Phục Khi thị diệt vong, Lôi Trạch Hoa Tư suy sụp, Bàn Hồ ẩn cư, Cự Linh thị, Đề Lĩnh thị, Khai Chi tán diệp, sinh sôi nảy nở ra những chủng tộc khác. Duy độc chỉ có Trung Ương thị là càng lúc càng thịnh vượng, có thể sánh ngang với đương kim 24 đế tộc. Thậm chí cũng có một chỗ đặt chân trong tử vi đế tinh, chính là một dị số. Đám người Trung Nhạc đi tới lật lục thị, từ xa nhìn lại chỉ thấy thành quách vô cùng vô tận tương liên, thành thành vĩ ngạn, từng khỏa thần nhật treo cao.
chiếu rọi một thế giới không ngủ. Đế tộc Lật Lục Thị khí tượng bất phàm, so với Tiên Thiên Cung thậm chí còn cường thịnh hơn một chút. Từ xa xa chỉ thấy tường vân như biển bao phủ xung quanh thánh địa Lật Lục Thị, lại có từng tòa chư thiên giống như những quả mặt trăng treo cao, so với Tiên Thiên Cung còn nhiều hơn một chút, có tới 24 chư thiên. Đế tộc cổ lão bậc này không tầm thường, trong tộc có thần binh đế cấp chấn áp khí vận, lại có đại năng thực lực sâu không thể lường được chấn thủ thánh địa, còn có vô số con dân sinh con đẻ cái bên trong chư thiên sinh sinh bất diệt. Trong chư thiên lại có lục đạo luân hồi tự thành một giới, sẽ không bị ngoại tộc xâm nhập, có thể bảo trì huyết mạch tinh thuần, khiến cho nhân tâm nhất thống. Thật là một địa phương tốt à. Cho dù là Trung Nhạc cũng không khỏi tán thán, nơi này quả thật là một địa phương tốt, cũng chỉ có đế tộc mới có thể chiếm cứ một mảnh thổ địa hạo hãn đến như vậy tại địa phương như Tử Vi đế tinh bậc này. Hắn từ xa nhìn về phía thánh địa của Lật Lục Thị, giống như long cư vực sâu, sâu không thể lường, tuyệt đối không tầm thường. Mặc dù đế quân của đế tộc khổng lồ này đã qua đời, thế nhưng nội tình của đế tộc vẫn như cũ, không thể khinh thường. Ta nghe nói lục vọng của Lật Lục Thị cũng là tồn tại tể danh với Thiên Huyền Tử. Ba Đích nói, lần này không được, công chúa ngàn vạn lần không thể khiêu chiến hắn ta. Mục Khanh Tuyền chiến ý đằng đằng nói, vậy quyết định khiêu chiến lực vọng đi. Ba Đích nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trung Nhạc, truyền âm nói, Dịch tiên sinh, mau khuyên công chúa đi, nếu nàng khiêu chiến thất bại, bị lục vọng đánh chết đi, tất cả chúng ta đều sẽ xong đời. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, truyền âm nói, yên tâm đi, chỉ cần nàng báo ra danh hào, lục vọng sẽ không đánh chết nàng ta. Cho dù lục vọng muốn đánh chết nàng ta, cũng sẽ có cường giả Lật Lục Thị ngăn cản. Đám người đi vào thánh địa Lật Lục Thị, có thần minh đi ra nghênh tiếp, vừa nghe được là đệ tử của Tiên Thiên Cung và con gái của Tiên Thiên Đế Quân tới thăm, sắc mặt gã thần minh này không khỏi khẽ biến, vội vàng quay vào thông báo. Qua một lúc sau, chỉ thấy một nàng nữ tử trẻ tuổi đi ra đón chào, bên cạnh còn đi theo một vị tạo vật chủ, hiển nhiên thân phận có chút tôn quý. Nàng mời đám người Trung Nhạc, Mục Khanh Tuyền vào bên trong thánh địa rồi ân cần khoản đãi. Nàng nữ tử phụ trách chiêu đãi bọn họ này chính là con gái của tộc trưởng Lật Lục Thị, nhất tộc, nhất mạch tộc trưởng, huyết thống tinh khiết nhất. Bởi vì Mục Khanh Tuyền là con gái Tiên Thiên Đế Quân, cho nên sẽ là con gái tộc trưởng nghênh tiếp, thân phận ngang hàng. Nữ tử này tên là Lục Băng Nga, lớn tuổi hơn đám người Trung Nhạc khá nhiều, hiện tại đã là một tôn thần hầu. Nàng mỉm cười hòa nhã hỏi, sao tiểu công chúa của Tiên Thiên Cung có thời gian tới Lật Lục Thị chúng ta làm khách vậy? Gần đây Tiên Thiên Cung có chút bất ổn, người cứ chạy tới chạy lui như vậy, lẽ nào lại không sợ xảy ra chuyện hay sao? Băng Nga tỷ tỷ, Lục Vọng sư huynh có ở nhà hay không? Ánh mắt của Mục Khanh Tuyền chớp động, lên tiếng hỏi. Lục Băng Nga vui vẻ nói, có ở nhà, đệ đệ của ta vẫn chưa thành thân, ta vốn định tìm cho hắn một nữ tử môn đăng hộ đối, vừa khéo người đã tới rồi. Mục Khanh Tuyền vội vàng nói, tỷ tỷ đừng có hiểu lầm, lần này ta tới đây là muốn khiêu chiến với hắn ta, thật không dám giấu giếm, phụ thần ta đã gả ta cho... Nàng đột nhiên hạ giọng rồi nói nhỏ, đã gả ta cho Thiên Huyền Tử rồi, lần này ta đi ra chính là muốn khiêu chiến với Thiên Huyền Tử, đánh bại hắn ta, để hắn chủ động từ chối mối hôn sự này. Ta lo lắng mình không phải là đối thủ của hắn, nghe nói thực lực của lệnh đệ Lục Vọng không sai biệt lắm với hắn, cho nên mới tới khiêu chiến lệnh đệ trước kìa. Lục Băng Nga bừng tỉnh đại ngộ, bật cười nói, đế quân, gả ngươi cho Thiên Huyền Tử sao? Gã cự nhân này cao lớn thô kệch, nếu gả ngươi cho hắn, ngươi khẳng định là phải chịu khổ rồi. Đám người Trung Nhạc, Ba Đích cũng vô cùng ngạc nhiên, sắc mặt ai nấy cũng đều cổ quái. Khó trách vị tiểu công chúa Tiên Tiên Cung này vẫn luôn miệng nói muốn khiêu chiến Thiên Huyền Tử, hóa ra bên trong còn có cái nguyên nhân này. Lục Quang Nga mỉm cười nói, vừa rồi Ương Trường Sinh của Trung Ương Thị và đế tử Văn Đạo của Đế Minh Thị đến chơi, đệ đệ ta đang tiếp đãi bọn họ ở trong Cẩm Tú Sơn Xuyên thảo luận đạo pháp thần thông, so tài cao thấp với nhau. Tiên Thiên Tung các ngươi đang có hiểm khích với đương kim thiên đế, nếu ngươi không sợ, ta dẫn các ngươi đi gặp hắn ta. Mục Khanh Tuyền mỉm cười nói, có gì mà phải sợ chứ. Lục Băng Nga liền đi trước dẫn đường. Trên đường đi, Mục Khanh Tuyền lướt nhìn Trung Nhạc một cái, đột nhiên khẽ mỉm cười hỏi,
không biết băng Nga tỷ tỷ đã gả cho ai chưa vậy? Ta ngược lại là vẫn chưa có. Lục Băng Nga mỉm cười nói, nhất mạch tộc trưởng chúng ta vốn đơn bạc, con cháu hơi ít một chút, hậu duệ thuần khuyết lại càng ít hơn. Ta cần phải chiếu cố cho gia tộc, còn phải trông nom đệ đệ, nào có thời gian lo lắng đến chuyện gia thất đây. Mục Khanh Tuyền cười hì hì nói, vị dịch sư thúc này của ta có thể thích hợp với tỷ kia. Kiếp trước dịch sư thúc chính là tiên thiên thần, ngay cả cha ta đối với hắn cũng đều khách khách khí khí, vô cùng xem trọng. Chỉ là không biết tỷ tỷ có ngại xuất thân nhân tộc của hắn hay không thôi. Lục Băng Nga nhìn về phía Trung Nhạc, cảm thấy nam tử này khi vũ hiên ngang, trong lòng ngược lại có chút hào cảm. Chỉ là nghe nói Trung Nhạc xuất thân nhân tộc, một chút thiện cảm lập tức không còn, lắc đầu nói, xuất thân đúng là hơi kém một chút, địa vị nhân tộc quá thấp, cho dù ta có chiếu, cao tầng trong tộc của ta cũng sẽ không cho phép đâu. Mục Khanh Tuyền thè lưỡi với Trung Nhạc một cái, rồi mỉm cười nói, sư thúc à, người không có duyên này rồi. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười nói, lực lượng của Thiên Huyền Tử còn mạnh mẽ hơn ta một chút, xương đồng da sắt, thân cao vạn trượng, cho dù hắn thu nhỏ lại nhục thân cũng chỉ có thể thu nhỏ tới kích thước 500 trượng. Nhục thân của hắn càng nhỏ, thực lực lại càng mạnh, người gả cho hắn nhất định sẽ phải chịu khổ rồi. Mục Khanh Tuyền vừa thẹn vừa giận, cả giận nói, ta sẽ đánh bại hắn ta, bắt hắn chủ động từ chối mối hôn nhân này. Hắn chỉ cần một bàn tay đã có thể đánh bại ngươi. Trung Nhạc lạnh nhạt nói. Mục Khanh Tuyền nghiến răng, hận không thể nhào lên vừa chảo vừa cắn hắn. Lục Băng Nga đột nhiên nói, Dịch sư thúc sao? Chẳng lẽ là Dịch Phong đã chiến đấu không phân cao thấp với Thiên Huyền Tử trong thánh địa Đế Khuân kia sao? Ba Đích mỉm cười nói, chính là vị Dịch tiên sinh này. Lục Băng Nga nhất thời thay đổi sắc mặt, rồi cười khẽ nói, nếu như Dịch tiên sinh không ghét bỏ, hay là chúng ta cũng có thể lui tới với nhau một đoạn thời gian trước, tìm hiểu liệu có được không? Trung Nhạc mỉm cười nói, không cần, ta ghét bỏ. Sắc mặt Lục Băng Nga nhất thời đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn, tiến về phía trước. Mục Khanh Tuyền nhỏ giọng oán giận nói, Người sao có thể trực tiếp cự tuyệt nàng như vậy? Nàng dù sao cũng là con gái của tộc trưởng Đế tộc, lại là Lật Lục thị thần huyết kìa. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, ước gì được ở rể người ta kia kìa. Trung Nhạc bật cười ha hả, ta là thân phận gì chứ, một nữ tử Đế tộc hèn mọn sao có thể tiến vào pháp nhãn của ta được. Mục Khanh Tuyền cả giận, người hiện tại chính là nhân tộc, là người trèo cao nàng ta, không phải là nàng ta trèo cao ngươi. Trung Nhạc lắc đầu tiến về phía trước, trong lòng thầm nghĩ. Ta là nhân tộc không sai, nhưng nhân tộc ta cũng là phục khí thuần huyết kìa, nàng sao có thể trèo cao lên được. Đương nhiên những lời này cũng không thể nói ra khỏi miệng. Cũng không lâu lắm, Lục Băng Nga đã dẫn theo bọn họ đi tới Cẩm Tú Sơn Xuyên. Cẩm Tú Sơn Xuyên là một bức họa quyển mênh mông hạo hãn, chắn ngang trước mặt bọn họ, chiều dài tới mấy ngàn dặm, hình vẽ sinh động như thật. Trong tranh còn có cảnh tượng một đám người đang du lãm quần sơn. Đám người Trung Nhạc tiến vào trong tranh, nhất thời chỉ thấy muôn sông ngàn núi đập vào mặt mà tới, đã biến thành thực thể, không khỏi chực chực lấy làm kỳ lạ. Vọng Đế, Điện Hạ, Trường Sinh, tiểu công chúa Tiên Thiên Cung tới chơi, muốn khiêu chiến các ngươi kìa. Lục Băng Nga mỉm cười hô lớn. Đám người bên cạnh Lục Vọng nhao nhao nhìn về phía Mục Khanh Tuyền. Trong lòng Trung Nhạc đột nhiên nghiêm nghị, ánh mắt rơi xuống trên người một nàng mỹ phụ bên cạnh Ương Trường Sinh, trong lòng chấn động. Bên cạnh mỹ phụ kia có từng sợi tơ mảnh như ẩn như hiện, vừa lóe lên rồi liền biến mất. Sợi tơ nhân quả sao? Khóe mắt Trung Nhạc khẽ nhở lên. Những sợi tơ mảnh bên cạnh mỹ phụ kia giấu giếm được người khác, thế nhưng không thể giấu được hắn. Những sợi tơ của nàng mỹ phụ kia là sợi tơ nhân quả dùng văn lộ đồ đằng diệt thành, là một pháp môn thôi diễn tính toán cực kỳ cao cấp, có chút tương tự với pháp môn thôi diễn quẻ âm quẻ dương của Trung Nhạc. Nàng mỹ phụ kia cũng đang nhìn về phía hắn, khẽ mỉm cười, mỹ thái vạn phần. Trung Nhạc khẽ mỉm cười đáp lễ, ánh mắt hai người giao thoa. Mỹ phụ kia bật cười một tiếng, quyến rũ phi phàm. Lục Băng Nga hừ lạnh một tiếng, vô cùng không thoải mái. Hóa ra Dịch tiên sinh chính là yêu thích gái già. Trung Nhạc lạnh nhạt nói, rượu càng lâu năm lại càng thơm, ta chính là yêu thích loại rượu lâu năm này, mùi vị của ngươi không hợp khẩu vị của ta.
Lục Băng Nga bị lời này của hắn chọc tới mức phát điên, hận không thể cũng giống như Mục Khanh Tuyền vậy, nhào tới vừa chảo vừa cắn hắn một phen. Đám người Ba Đích nghe hắn nói vậy, không dám nói câu nào, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, trong lòng thầm nghĩ: Dịch tiên sinh ngược lại thật dám nói à, nơi này là địa bàn của người ta, là địa bàn của Lật Lục Thị, vạn nhất nữ tử này mà nổi điên lên, Dịch tiên sinh không chết cũng phải lột mất một lớp da mặt kìa, nói không chừng còn sẽ bị bắt đi cưỡng ép bái đường thành thân nữa kìa. Vừa mới tưởng tượng một chút màn tràng diện kia, đám người Ba Đích đều cảm thấy lo lắng thay cho Trung Nhạc. Tiểu công chúa Tiên Thiên Cung muốn khiêu chiến với chúng ta sao? Lúc này Lục Vọng nhìn về phía Mục Khanh Tuyền, thoáng ngẩn người rồi khách khí nói: Tiểu công chúa, hôm nay ở đây ngoại trừ ta ra còn có Văn Đạo Điện Hạ, Trường Sinh Sư Huynh, lẽ nào tiểu công chúa cũng muốn khiêu chiến bọn họ hay sao? Văn Đạo Điện Hạ hừ lạnh một tiếng, có chút không thoải mái. Ương Trường Sinh thì lại chỉ khẽ mỉm cười, hiển nhiên không chút để ý. Mục Khanh Tuyền lướt nhìn Lục Băng Nga một cái, trong lòng tức giận: Ta chỉ nói là muốn khiêu chiến đệ đệ của nàng, nàng lại hết lần này tới lần khác nói ta muốn khiêu chiến tất cả bọn họ, rõ ràng là Dịch Sư Thúc ghét bỏ nàng. Nàng không để ý tới mặt mũi, trách cứ tới trên đầu của ta rồi. Nếu không phải ngươi chê Dịch Sư Thúc là một nhân tộc, sao hắn lại ghét bỏ ngươi đây? Ba vị hiền huynh không biết có thể chỉ giáo tiểu muội một chút hay không? Mục Khanh Tuyền cười tủm tỉm hỏi. Lục Vọng khẽ lướt nhìn Văn Đào Điện Hạ một cái rồi mỉm cười nói: Cũng được tiểu công chúa, hôm nay các ngươi tới đây đều là khách cả, khoan hãy nóng lòng nhất thời, mọi người trao đổi với nhau một chút rồi hãy nói tiếp đi. Mục Khanh Tuyền tiến lên phía trước truyền âm nói: Dịch Sư Thúc à, một lát nữa ngươi nhất định phải giúp ta. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, Mục Khanh Tuyền đã lại truyền âm: Băng Nga giở trò xấu, thoáng cái đã bức ta phải đi khiêu chiến với cả ba người bọn hắn. Lần này ta đoán chừng hơn phân nửa là không được rồi. Dịch Sư Thúc à, có thể nở mày nở mặt hay không phải xem ở ngươi rồi. Ngươi có thể bất phân thắng bại với Thiên Huyền Tử, đoán chừng chỉ có ngươi mới có thể có tài nghệ chấn nắp quần hùng. Nếu ta thua rồi, ngươi liền thay ta khiêu chiến đi. Trung Nhạc từ chối cho ý kiến, ánh mắt vẫn như cũ rơi xuống trên người của mỹ phụ kia. Khó trách là tiên thiên thần chuyển thế chỉ thích yêu thích gái già. Trong lòng Mục Khanh Tuyền oán hận nói. Đám người Trung Nhạc cùng nàng tiến lên, đi vào trong trường đình nơi đám người Lục Vọng đang tụ tập. Lục Vọng một thân bạch y, phong độ người người. Ương Trường Sinh tay cầm chiếc phiến, khuôn mặt mỉm cười, cũng là một nhân vật phong lưu lỗi lạc. Văn Đạo Điện Hạ khí độ ung dung, có một loại quý khí tự nhiên. Bọn họ đều là thần ma dư chứng đi theo hai bên, mỗi người đều mang theo 6-7 tôn thần ma. Đám người Trung Nhạc thì đi theo bên cạnh Mục Khanh Tuyền, chỉ nghe Lục Vọng, Ương Trường Sinh và Văn Đạo Điện Hạ đang thảo luận đạo pháp thần thông, giao lưu tâm đắc, đồng thời cũng là một trận ma luyện đạo sức, xác minh sở đắc lẫn nhau. Thanh âm của bọn họ chất chứa đạo âm, chật cao chật thấp, bỗng nhiên kích động, đột nhiên ngừng nghỉ, lúc thị uyển chuyển du dương, ẩn giấu kiến giải của chính mình bên trong đạo âm. Đạo âm tiến hành công phạt, ẩn tàng thần thông biến hóa kỳ diệu, đây cũng là một trận đọ sức. Nếu như trong đối công đạo âm bị đạo âm của đối phương đè xuống, bức cho nói không ra lời, liền xem như là đã thua rồi. Trong lúc ngẫu nhiên, bọn họ còn thi triển ra một chiêu nửa thức thần thông, diễn luyện cho đối phương nhìn, tuy là biểu diễn, thế nhưng cũng là hỗ trợ tăng cường đạo âm của chính mình, khiến cho chính mình chiếm ưu thế. Mục Khanh Tuyền cũng biết bọn họ tán gẫu chính là đang đọ sức xác minh, không thể rơi xuống hạ phong được, bằng không ngay cả cơ hội giao thủ với bọn họ cũng sẽ không có. Nàng cũng lập tức gia nhập vào trong buổi nói chuyện. Nàng vừa mới gia nhập đối thoại, đạo âm của ba người Lục Vọng, Ương Trường Sinh và Văn Đạo Điện Hạ nhất tề nghiền ép về phía nàng, nhất thời ép cho nàng á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Đột nhiên ba người chợt thu lại áp lực, lúc này Mục Khanh Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm buồn bực. Ba cái tên này không ai là người lương thiện cả, vừa gặp mặt đã cấp cho ta một cái hạ mã uy rồi. Lục Băng Nga từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào, mỉm cười nhìn bọn họ đọ sức. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Bên cạnh Trung Nhạc chợt ập tới một trận hương khí, nàng mỹ phụ bên cạnh Ưng Trường Sinh kia chợt đi tới, cười tủm tỉm nói: Tiên sinh thật ra là rất lạ mắt, chỉ là một nhân tộc, không ngờ lại có thể là tùy tùng của tiểu công chúa Tiên Thiên Cung. Người nhất định là có chỗ phi phạm, có thể nói cho tiếp thân biết một chút hay không?
Trung Nhạc mỉm cười nói: "Ta tên là Dịch Phong, cũng không phải là tùy tùng của tiểu công chúa, mà chỉ là cùng nhau đi ra ngoài dạo một chút thôi, không biết sư tỷ xưng hô thế nào?" "Bọn họ gọi ta là Thiên Ti nương nương, thế nhưng thực ra là đã khiến cho thiếp thân giả đi rồi." Thiên Ti nương nương mỉm cười nói: "Dịch Phong ư, chẳng lẽ chính là Dịch tiên sinh đã đánh một trận bất phân thắng bại với thiên huyền tử kia sao? Trời ạ, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể một lúc nhìn thấy bốn vị tồn tại mạnh nhất trong thần minh. Thiếp thân thật sự là mở rộng tầm mắt rồi." "Sao? Dịch Phong, Dịch tiên sinh của nhân tộc ư?" Lúc này ba người Lục Vọng, Ương Trường Sinh và Văn Đạo Điện Hạ nhau nhau nhìn lại, trong mắt đại phát tinh quang, ánh mắt đều rơi xuống trên người của Trung Nhạc. "Sao Dịch tiên sinh không gia nhập đối thoại đi?" Lục Vọng đột nhiên đề nghị. "Ta nghe nói ngươi là tiên thiên thần chuyển thế, kiến thức uyên bác, cần gì để cho tiểu công chúa đối thoại với chúng ta đây? Cho dù có thắng được nàng cũng là thắng không anh hùng." Trong lòng Mục Khanh Tuyền nổi giận, cả giận nói: "Ta liền không chịu nổi như thế sao?" Nàng mở miệng nhưng lại một câu cũng không nói ra lời, chính là bị đạo âm của Lục Vọng đè xuống, một chữ cũng không thể thốt ra. Trong lòng Mục Khanh Tuyền hoảng sợ, lúc này mới biết rõ sự chênh lệch giữa chính mình và bọn họ. Trung Nhạc lắc đầu mỉm cười nói: "Có tiểu công chúa Tiên Thiên Cung ở đây, ta sao dám giọng khách át giọng chủ đây? Ta tâm sự với Thiên Ti nương nương là được rồi." Trong thanh âm của hắn mang theo đạo âm đột phá đạo âm phong tỏa của Lục Vọng, Mục Khanh Tuyền nhất thời cảm thấy áp lực tan biến, lúc này mới có thể nói chuyện, ném một đạo ánh mắt cảm kích về phía hắn. Trong tay Thiên Ti nương nương nhẹ nhàng dệt ra một sợi tơ không ngừng kéo dài, rồi mỉm cười nói: "Dịch tiên sinh đánh một trận với thiên huyền tử vang danh khắp thiên hạ, cần gì ẩn giấu thực lực như vậy?" Ánh mắt Trung Nhạc rơi xuống trên sợi tơ trong tay của nàng, có chút thú vị nói: "So với bọn họ, ta càng hứng thú với nương nương hơn. Phương pháp diệt tơ trong tay nương nương ta cũng biết một chút, bởi vậy muốn trao đổi một chút với nương nương." Sắc mặt Thiên Ti nương nương khẽ biến, cười khanh khách hỏi: "Người cũng biết sao?" "Cũng biết một chút thôi." Trung Nhạc lạnh nhạt nói: "Nương nương đang diệt tơ ta, sao ta lại không biết chứ?" Sắc mặt Thiên Ti nương nương lại khẽ biến, trong cặp mắt xinh đẹp chấn động tinh quang, cười nhạt nói: "Hiếm thấy gặp được đồng đạo, đương nhiên phải giao lưu một phen rồi. Tiên sinh, thiếp thân muốn vì ngươi đánh một khúc đàn, chẳng biết tiên sinh có nhã hứng nghe hay không?" Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái: "Đương nhiên có thể." Thiên Ti nương nương nhẹ nhàng di động chân nhỏ đi ra tòa trường đình không trung này, y phục bay lên nhẹ nhàng rơi xuống. Nàng mỹ phụ này quanh chân ngồi xuống, chiếc váy hoa sen trải ra trên không trung, giống như một đóa hoa sen nở rộ giữa không trung vậy. Từng sợi to mảnh như có như không từ đầu ngón tay của nàng bay ra, một cây đàn sắt hiện ra, dây đàn tưng lên. "Mời tiên sinh nghe một khúc thiếp thân đặc biệt vì ngươi mà chuẩn bị." Thiên Ti nương nương nhét sợi tơ nhân quả vừa mới giật ra kia vào trong dây đàn, mấy ngón tay tinh tế ôn nhuận khẽ vuốt dây đàn rồi mỉm cười nói: "Khoan đã nào." Bộ dáng Trung Nhạc phóng đãng ngồi bệt xuống tịnh đình, cười hắc hắc nói: "Khúc đàn của nương nương có khả năng khiến cho ta ruột gan đứt từng khúc cả. Ta rửa tai trước đã, sau đó mới cung kính lắng nghe." Tâm niệm của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay quả nhiên sinh ra thủy lưu tẩy rửa hai tay. Thiên Ti nương nương đợi hắn tẩy rửa hoàn tất, lúc này mới đạn động dây đàn. Chỉ nghe một đạo âm luật say mê lòng người từ trong cây đàn chảy ra, réo réo rắt rắt như dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống. Trung Nhạc ngồi ở cạnh đình phe phẩy hai chân, không ngừng tán thán, vỗ tay bồm bộp. Khóe mắt Thiên Ti nương nương nhẹ nhàng ngẩng lên, chỉ thấy hai bàn tay Trung Nhạc hợp lại một cái, trong lòng bàn tay có thêm một sợi tơ đồ đằng không ngừng đan xen, dần dần diễn sinh cuốn lấy giữa mười ngón tay của hắn. Quả nhiên là một cao thủ tinh thông nhân quả, hiếm thấy gặp được đồng đạo, vậy thì đấu một trận nhìn xem bản lĩnh kẻ nào lại càng sâu hơn. Tiếng đàn như dòng suối nhỏ từ trong ngu cốc chảy ra, lúc đầu chậm rãi chảy nhẹ, dần dần suối chảy thành sông, nhanh chóng phóng chạy. Trong khoảnh khắc, phảng phất như có một nàng thiên nữ đang chống sào điều khiển một chiếc thuyền nhỏ lướt nhanh giữa dòng sông, duyên dáng rung động lòng người nói không nên lời. Trung Nhạc lại gõ nhịp tán thán, lúc này đám người Lục Vọng, Văn Đạo Điện Hạ, Ương Trường Sinh và Mục Khanh Tuyền cũng đã đình chỉ đối thoại, lặng lặng lắng nghe, cũng không khỏi gật đầu khen ngợi. Tiếng đàn càng lúc càng kích động, giống như dòng sông kích động gào thét dâng trào, đột nhiên như hồng thủy trút xuống,
đại hồng thủy dập trời ngập đất từ trên cao ầm ầm đổ xuống, thổi quét hết thảy, bao phủ hết thảy Sơn Xuyên. Những nơi đại hồng thủy đi qua, hết thảy đều bị bẻ gãy nghiền nát, bình định tất cả chướng ngại, chỉ còn lại có hồng thủy mênh mông. Đây chính là suy tính. Trong lòng đám người Lục Vọng chấn động, nhao nhao nhìn về phía Thiên Ti nương nương. Vị Thiên Ti nương nương này quá mức cường hoành, đạo pháp thần thông trong tiếng đàn này thấy cũng chưa từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe, rốt cuộc là đạo pháp thần thông gì đây? Trong lòng của Mục Khanh Tuyền cũng cực kỳ chấn động. Nàng như thế nào là đột nhiên xuất thủ với Dịch Sư Thúc đây? Tiếng đàn này lúc đầu chậm rãi nhẹ nhàng, hiện tại đại thế đã thành, Dịch Sư Thúc có thể đón đỡ được không? Lục Băng Nga lại nhìn về phía Ương Trường Sinh, trong lòng nghi hoặc. Sao? Tùy tùng của hắn sao lại bất ngờ tập kích Dịch Tiên Sinh của Tiên Tiên Cung như vậy? Lẽ nào Đế Minh Thế đã liên thủ với Trung Ương Thị rồi sao? Chỉ thấy lúc này Ương Trường Sinh cũng là khuôn mặt nghi hoặc không hiểu, không biết vì sao Thiên Tiên Nương Nương lại công kích Trung Nhạc, cũng không biết thần thông ẩn tàng trong tiếng đàn của Thiên Tiên Nương Nương là công pháp thần thông gì. Khúc đàn hay, khúc đàn hay, khúc đàn hay như vậy nên có một bài ca trợ ứng à? Thiên Tiên Nương Nương, người có nghe ta hát một bài? Trung Nhạc bật cười ha hả, đột nhiên cất cao giọng hát vang một khúc. Gia gia ta năm nay 48, một thân một mình sông Thiên Nhai. Một ngày nó xông vào sơn thần miếu, trong miếu có cô nương đang tắm, cái mông trắng bóng à. Đám người Lục Vọng, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh nhất thời ngạc nhiên, sắc mặt hai nữ tử Mục Khanh Tuyền và Lục Băng Nga càng là đỏ bừng, lập tức ôm lỗ tai. Tiếng đàn của Trung Nhạc vô cùng thô kệch, vậy mà vô cùng kỳ diệu, dung hợp cùng một chỗ với tiếng đàn kia của Thiên Ti nương nương, cũng không có một chút cảm giác đối lập nào. Cùng lúc đấy, tinh thần Trung Nhạc ba động rơi xuống trên mặt đất, biến thành từng đứa tiểu hài phấn bạch tuyết nộn. Cả đám tiểu hài rung tay lắc chân, hai bàn chân nhỏ bé không ngừng dẫm lên mặt đất cùng nhau phù họa. Ha, trắng bóng, thật là trắng bóng à. Sắc mặt của Thiên Ti nương nương khẽ biến, tiếng đàn đột nhiên giống như cuồng phong bạo vũ, biển rộng sóng trào, thiên địa một mảnh đen kịt, không nhìn thấy thiên không, sấm chớp rền vang ầm ầm hỗn loạn đánh xuống. Tiếng hát của Trung Nhạc càng như la như hét. Cô nương rủ ta tắm cùng, trong lòng lão hắn ta vui tới nở hoa. Đám hài tử nhao nhao hát đệm theo. Ha, vui tới nở hoa, thật là vui tới nở hoa. Tiếng hát thô kịch kia oanh phá tiếng đàn càng nóng vội nghiền ép qua tiếng hát. Tiếng hát đột nhiên cao vút như một cây côn sắt thô to, đâm xuyên biển rộng, chọc thẳng tới thiên ngoại. Hai người đọ sức càng lúc càng hung mãnh, càng lúc càng kinh tâm động phách. Trong lúc bất chợt, tiếng đàn nghiêng ngả, âm luật tán loạn, Thiên Ti nương nương rên khẽ một tiếng, một sợi dây đàn đột nhiên đứt đoạn, cắt vỡ một ngón tay của nàng. Mà tiếng hát của Trung Nhạc cũng dừng lại, sợi tơ nhân quả trong tay của hắn đứt đoạn, cũng cắt vỡ một đầu ngón tay. Bài hát thật hay. Sắc mặt Thiên Ti nương nương ngưng trọng, thu đàn tán thưởng. Đã lâu không gặp được đối thủ như Dịch Tiên Sinh rồi, khiến thiếp thân không khỏi dâng lên lòng muốn thấu hiểu lẫn nhau. Cũng là một khúc đàn hay. Trung Nhạc đứng dậy, đám hài tử kia cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Sắc mặt đám người Lục Vọng, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh nhất thể quái dị, hai mặt nhìn nhau. Khúc đàn hay ngược lại thì cũng thôi, thế nhưng bài hát vừa rồi sao có thể gọi là bài hát hay được đây? Đám người Lục Vọng, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh có thể nhìn ra vừa rồi giữa Thiên Ti nương nương và Trung Nhạc chính là một trận đọ sức. Nhưng trong trận đọ sức này, những bản lĩnh mà hai người sử dụng, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại từ kết quả xem ra, hai người hẳn là bất phân thắng bại. Bọn họ cũng không biết giao phong giữa Thiên Ti nương nương và Trung Nhạc mặc dù nhìn như đọ sức âm luật, thế nhưng thật ra là giao phong nhân quả. Thiên Ti nương nương nỗ lực diệt ra sợi tơ nhân quả của Trung Nhạc, nhất Trung Nhạc vào trong mạng lưới nhân quả trưởng khống hắn, mà Trung Nhạc đồng dạng cũng là như vậy, nỗ lực trưởng khống Thiên Ti nương nương. Hai người đọ sức chính là tạo nghệ trên phương diện nhân quả, trên phương diện thôi diễn, nhưng ai cũng khó có thể trưởng khống đối phương, cuối cùng tơ đứt tay bị thương. Sự hung hiểm ở trong này so với đại chiến đao thật thương thật còn kinh tâm động phách hơn. Chỉ là bọn họ mượn âm luật để biểu hiện ra trận chiến này, thoạt nhìn thì rất êm tai đẹp mắt mà thôi. Đương nhiên, hành vi của Trung Nhạc phóng đãng, lớn tiếng hát một khúc ca tục tĩu có chút thô tục đã phá hủy bầu không khí. Thiên Ti nương nương quay trở lại trong trường đình, cười tủm tỉm nói: "Không nghĩ tới
hôm nay gặp được Kỳ Phùng địch thủ. Dịch tiên sinh, giữa ngươi và ta sợ rằng còn có thể có chút liên quan, sẽ dây dưa không rõ à? Trung Nhạc cũng mỉm cười nói, lời này của nương nương giải thích thế nào đấy? Thiên Ti nương nương khẽ cười một tiếng rồi nhàn nhạt nói, mỗi người đều vì chủ của mình, các vị ta xin phép lui xuống trước đây. Dứt lời, chiếc váy hoa sen khẽ đong đưa, không người thi lễ một cái với tất cả mọi người rồi nhẹ nhàng lui ra. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, liếc mắt nhìn Ương Trường Sinh, trong lòng thầm nghĩ, mỗi người đều vì chủ của mình sao? Chủ của nàng chính là Ương Trường Sinh của Trung Ương Thị sao? La lịch Ương Trường Sinh mặc dù tôn quý, xuất thân đế tộc, thế nhưng sợ rằng còn chưa thể trưởng khống được tồn tại bậc này. Mặc dù trên phương diện nhân quả, tạo nghệ của Thiên Tiên Nương Nương cũng không cao minh hơn hắn bao nhiêu, thế nhưng thực lực sâu không thể lường, hơn nữa tinh thông thôi diễn suy tính, phương diện trí tuệ sợ rằng còn cao hơn hắn không ít. Vừa rồi Trung Nhạc giao phong với nàng, có thể cảm giác được điểm này. Hắn nỗ lực xây dựng một mạng lưới nhân quả bao phủ tất cả thế lực của Tử Vi, thường xuyên trí tuệ cạn quyệt, mà tu vi của nữ tử này còn cao thâm hơn hắn rất nhiều, trí tuệ cũng thâm trầm hơn hắn một chút. Vừa rồi bọn họ đọ sức chính là trên phương diện tạo nghệ nhân quả. Nếu tiếp tục liều mạng đánh tiếp, đánh tới lúc Trung Nhạc trí tuệ cạn kiệt, Trung Nhạc cũng chỉ có thể rơi vào trong mạng lưới của nàng. Cho nên Trung Nhạc quyết định thật nhanh, hát vang một khúc, dùng bài ca dân gian thô bỉ phá giải tiếng đàn ưu tú cao nhã của nàng. Nhân vật bậc này nếu muốn khuấy động phong vân thiên hạ cũng không chút khó khăn. Ương Trường Sinh chỉ mới là một tôn thần minh, một tôn thần minh lại dám nghĩ tới chuyện khuấy động phong vân thiên hạ hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng này. Bởi vậy vị chủ trong miệng Thiên Ti nương nương kia không phải là Ương Trường Sinh, mà là còn có người khác nữa, hẳn là tồn tại có thể ngang vai ngang vế với Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân. Chỉ có tồn tại đẳng cấp này mới dám tính toán bọn họ. Trên tạo nghệ nhân quả đạt tới loại trình độ như nàng tuyệt đối không tầm thường. Nếu như muốn giết người thậm chí cũng không cần động thủ, ta nhất định phải cẩn thận hơn một chút mới được. Trung Nhạc không khỏi cẩn thận đề phòng, Thiên Ti nương nương vừa mới xuất hiện liền nhằm vào hắn, dẹp ra sợi tơ nhân quả của hắn, có thể thấy được là vì đối phó với hắn mà tới, mục đích rất không đơn thuần. Nàng ta nói mỗi người đều vì chủ của mình. Trong lời nói của nàng, chủ của ta chính là chỉ Tiên Thiên Đế Quân. Nói như vậy, mục đích của nàng ta đối phó với ta là vì muốn đối phó với Tiên Thiên Đế Quân. Muốn đối phó Tiên Thiên Đế Quân, cần phải nhấc lên cuộc chiến tranh giữa Tiên Thiên Đế Quân và Thiên Đế. Nói một cách khác, ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Mục Khanh Tuyền, có chút suy tư. Mục đích của Thiên Ti nương nương đồng dạng với ta là muốn vị tiểu công chúa Tiên Thiên Cung này chết đi, mượn cơ hội này nhấc lên thiên hạ đại loạn. Thiên Ti nương nương cũng đã tính ra, cái chết của tiểu công chúa Tiên Thiên Cung chính là khởi nguyên của tất cả khiến cho thiên hạ đại loạn. Cho nên mục đích của nàng, hoặc là nói mục đích của chủ nàng, chính là muốn Mục Khanh Tuyền chết đi, nhiễu loạn thiên hạ, giúp cho bọn họ đạt được lợi ích ở trong loạn thế. Như vậy, mấy trăm tôn thiên thần hắc bào ở phụ cận Tử Vi Đế Tinh kia chính là do Thiên Ti nương nương an bài rồi. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời hiểu rõ, mục đích của hắn tương đồng với Thiên Ti nương nương, thủ đoạn cũng là tương tự. Bất quá, Thiên Ti nương nương nghĩ muốn nhất cả hắn vào trong mạng lưới nhân quả, biến thành một bộ phận của mạng lưới, như vậy Trung Nhạc liền không đồng ý. Sống chết của Mục Khanh Tuyền không quan hệ gì với hắn, thế nhưng muốn ngay cả hắn cũng đồng thời lôi vào, vậy thì không được. Kẻ thao túng nhân quả, nếu ngay cả chính mình cũng rơi vào trong nhân quả, vậy sẽ mất đi thân phận kẻ thao túng, biến thành một đốm bèo trôi theo dòng nước trong dòng thủy triều nhân quả hỗn loạn. Đừng nói là trưởng khống người khác, ngay cả vận mệnh của chính mình cũng không thể trưởng khống, bất cứ lúc nào cũng có khả năng táng thân. Nếu Trung Nhạc cũng bị dính líu vào, vậy thì thật nguy hiểm, sợ rằng Tiên Thiên Đế Quân chưa chắc sẽ buông tha cho hắn. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, liền mỉm cười nói, Trung Ương Thế có thể có được một nhân tài như vậy, tương lai nhất định sẽ thịnh vượng phát đạt. Ta hôm nay xin được chúc mừng Trường Sinh trước rồi. Ương Trường Sinh chắp tay hoàn lễ, kinh ngạc hỏi, sao Dịch tiên sinh lại nói như vậy? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghi hoặc, lên tiếng hỏi, Thiên Ti nương nương không phải là tùy tùng của ngươi hay sao? Ương Trường Sinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, Dịch tiên sinh, ngươi hiểu lầm rồi, Thiên Ti nương nương không phải là tùy tùng của ta, nàng là tùy tùng của Văn Đạo Điện Hạ.
Nào ngờ Văn Đào Điện Hạ lại lắc đầu, bật cười nói: Trường Sinh, ngươi mới là hiểu lầm. Vị tiên tiên nương nương này không phải là kẻ đi theo của Lục Vọng hay sao? Phải không, Lục huynh? Ta thấy nàng và ngươi nói chuyện vô cùng thân thiết mà. Sắc mặt của Lục Vọng lại càng nghi hoặc, nhìn về phía Lục Băng Nga lên tiếng hỏi: Tỷ tỷ, nàng tự hồ là người cùng ngươi tới đây phải không? Sắc mặt của Lục Băng Nga kịch biến, lại lắc đầu nói: Ta nhớ lại thời điểm người nghinh tiếp Văn Đạo Điện Hạ và Trường Sinh sư đệ, nàng là theo chân Văn Đạo Điện Hạ và Trường Sinh sư đệ tiến vào, liền cho rằng nàng là tùy tùng của bọn họ, cũng không có hỏi qua. Sắc mặt đám người nhất thời đại biến, thiên ti nương nương vậy mà nghênh ngang tiến vào thánh địa của Lật Lục thị, lại khiến cho tất cả bọn họ đều cho rằng là bộ hạ tùy tùng của đối phương, bọn họ vậy mà một chút cũng không có nhận ra. Đuổi theo! Lục Băng Nga khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên, phóng nhanh ra ngoài Cẩm Tú Sơn Xuyên. Tinh thần của nàng ba động, thanh âm chuyển ra ngàn vạn dặm: Mau đuổi theo, không được để nữ tử kia chạy thoát đi. Đám người Lục Vọng, Văn Đào Điện Hạ và Ương Trường Sinh cũng nhao nhao phóng người đuổi theo. Từng tôn thần ma Lật Lục thị bị kinh động, nhao nhao xuất động. Thậm chí có cả tạo vật chủ xuất mã, tìm kiếm bốn phía, tìm kiếm nơi hạ lạc của thiên ti nương nương. Một lúc lâu sau, thiên ti nương nương phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy, không chút tung tích. Đám người Trung Nhạc và Mục Khanh Tuyền cũng đuổi theo, thế nhưng cũng đều không tìm được nơi hạ lạc của thiên ti nương nương. Cao tầng Lật Lục thị nổi giận, xông ra khỏi thánh địa Lật Lục thị, từng tôn tồn tại đáng sợ tìm kiếm bốn phía, tinh thần lực càn quét đức vạn dặm cũng đều không chút thu hoạch. Trên dưới Lật Lục thị chấn động, đường đường đế tộc lại bị một nữ tử không rõ lai lịch lẫn vào trong thánh địa đế tộc, thậm chí còn chuyện trò vui vẻ với con trai con gái của tộc trưởng mà không ai nhận ra. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho Lật Lục thị biến thành trò cười của tất cả mọi người trong thiên hạ. Còn kính xin các vị chờ nói chuyện này ra bên ngoài. Lục Băng Nga và Lục Vọng tìm tới chỗ đám người Trung Nhạc và Văn Đạo Điện Hạ, có chút xấu hổ nói: Lần này Lật Lục thị ta xem như là mất mặt rồi, lại bị nữ tử này lẩn vào trong thánh địa. Chuyện này liên quan tới mặt mũi của Lật Lục thị ta, khẩn xin các vị hạ khẩu lưu tình. Đám người Mục Khanh Tuyền, Văn Đào Điện Hạ và Ương Trường Sinh liếc nhìn nhau một cái, nhao nhao gật đầu nói: Băng Nga sư tỷ không cần lo lắng đâu, chúng ta tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình. Lục Băng Nga thở dài một tiếng nói: Trải qua chuyện này, tỷ đệ chúng ta cũng không còn tâm trạng khoản đãi các vị nữa rồi, cần phải chỉnh đốn một chút đám thủ vệ thánh địa, chúng ta cũng không lưu các vị nữa vậy. Nàng hạ lệnh tiến khách, đám người Mục Khanh Tuyền, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh hội ý cáo từ rời đi. Lục Băng Nga lập tức triệu tập cao tầng ở trong tộc, thương nghị biện pháp bổ sung những sơ sót, cường hóa phòng ngự của thánh địa, tránh cho lại bị người ta xâm nhập như vừa nãy. Lúc bấy giờ, đám người Mục Khanh Tuyền, Trung Nhạc rời khỏi thánh địa Lật Lục thị. Mục Khanh Tuyền đột nhiên thở dài một tiếng, ảo não nói: Thật đáng tiếc, lần này không thể đánh ra tên họ tại Lật Lục thị làm kinh hãi toàn bộ đế tinh được, xem ra chúng ta cần phải tìm một con đường khác vậy, không bằng đi khiêu chiến Trung Ương thị đi. Ương Trường Sinh hẳn là vẫn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo khiêu chiến với hắn, nhất chiến thành danh. Nàng hưng phấn tiếp tục nói: Nếu như náo loạn không đủ lớn, tính mạng chúng ta đều sẽ khó bảo toàn. Dịch sư thúc à, nếu ta quả thật đánh không lại hắn ta, ngươi liền lên đi, ngươi có thể dương danh kinh động toàn bộ đế tinh, chúng ta cũng có thể bảo toàn bản thân được. Đám người ba đích hai mặt nhìn nhau, vị tiểu công chúa tiên thiên cung này quả thật chính là lo lắng thiên hạ bất loạn. Đám người liền tăng tốc đuổi về phía trước. Đột nhiên xa xa chợt truyền tới từng chàng kêu la thảm thiết, sau đó mùi máu tươi sộc thẳng truyền vào mũi. Trong lòng mọi người còn đang kinh ngạc, đột nhiên chỉ thấy một chiếc lô thuyền vô cùng hoa lệ bị đại hỏa thiêu đốt, từ trên bầu trời tà tà rơi xuống, âm một tiếng đập vào một mảnh quần sơn ở phía dưới. Đám người Trung Nhạc chạy tới, chỉ thấy tay cụt chân cụt tán lạc khắp nơi. Chiếc lô thuyền này là tọa giá của Ương Trường Sinh. Những thần ma đã chết này đều là tùy tùng của Ương Trường Sinh. Sắc mặt đám người kịch biến, vội vàng xông vào trong thuyền, chỉ thấy Ương Trường Sinh chống thương đứng đấy, uy phong lẫm lẫm đứng ở trên boong tàu, hai mắt trợn tròn, khí tức vô cùng nồng đậm. Mục Khanh Tuyền vội vàng xông lên phía trước: Trường Sinh sư huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phốc một tiếng, Ương Trường Sinh đột nhiên ngã xuống, khí tức hoàn toàn không còn.
Mục Khanh Tuyền hét lên một tiếng, Trung Nhạc nhất thời giận cả tóc gáy. Ương Trường Sinh đã chết, truyền nhân của hoàng tộc cổ lão Trung Ương Thị, một trong những thần minh mạnh nhất Tử Vi Đế Tinh, Ương Trường Sinh cứ như vậy chết trước mặt bọn họ. Đột nhiên Ba Đích cất cao giọng hét lên: "Nơi này còn có một sư huynh còn sống này!" Thân hình Trung Nhạc khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh Ba Đích. Chỉ thấy một gã thần tướng tóc tai rối bời, bộ dáng điên cuồng. Nhìn thấy Trung Nhạc chạy tới, trong mắt gã thần tướng kia lộ ra thần sắc sợ hãi, thét lên một tiếng điên cuồng phóng chạy, không ngừng hét lớn: "Không nên, không nên!" Mục Khanh Tuyền vội vàng đuổi theo. Gã thần tướng kia lại càng sợ hãi, biến thành một đạo lưu quang bỏ chạy, miệng không ngừng kêu lên: "Công chúa Tiên Thiên Cung tha mạng, ta cái gì cũng không có nhìn thấy mà." Mục Khanh Tuyền nhất thời ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói: "Hắn đang nói cái gì vậy?" Đột nhiên thân hình Trung Nhạc lóe lên, biến thành một con Tiên Thiên Kim Ô bão táp lao đi, chỉ vỗ cánh có mấy cái đã đuổi kịp gã thần tướng kia. Tiên Thiên Kim Ô và gã thần tướng kia giao thoa giữa không trung, công kích lẫn nhau, lúc lên lúc xuống. Đột nhiên một mảnh máu tươi tung bay đầy trời. Trung Nhạc giết chết thần tướng kia, vỗ cánh bay trở về, đáp xuống đất liền, biến thành một bộ dạng con người, rồi trầm giọng nói: "Chúng ta đi mau, trở về Lật Lục Thị." Hi Hòa rung giọng hỏi: "Sao tiên sinh lại phải giết chết gã thần tướng này? Hắn là kẻ duy nhất chứng kiến..." Sắc mặt của Trung Nhạc trầm như nước, dẫn theo đám người nhanh chóng chạy về thánh địa Lật Lục Thị, rồi lạnh lùng nói: "Cái mà hắn nhìn thấy là chúng ta giết chết Ương Trường Sinh, không giết hắn càng là hết đường chối cãi." Đám người ngây người như tượng, toàn thân mồ hôi lạnh từng lớp từng lớp. Mục Khanh Tuyền thất thanh nói: "Nhưng chúng ta căn bản là không có giết hắn mà, chúng ta mới vừa tiến vào hắn đã chết rồi, mà không xong rồi." Nàng nhất thời tỉnh ngộ: "Là Văn Đạo Điện Hạ hãm hại chúng ta giết chết Ương Trường Sinh phải không?" "Hẳn là Thiên Ti nương nương đã hạ thủ rồi." Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên chỉ thấy từng tôn thần ma Lật Lục Thị gào thét giữa không trung bay qua, tiến thẳng về phía địa phương chiếc lâu thuyền kia rơi xuống. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, hắn phất tống tay áo một cái, cuốn tất cả mọi người vào trong tay áo, lắc mình lóe lên, biến thành một tôn thạch nhân sơn thần tộc, thân thể chìm vào trong đại địa. Mục Khanh Tuyền vội vàng tra vấn hỏi: "Dịch sư thúc à, chúng ta cũng đi Lật Lục Thị nữa sao?" Trung Nhạc thấp giọng nói: "Không được lên tiếng, cường giả Lật Lục Thị tới đây quá nhanh, tựa hồ sớm đã biết Đương Trường Sinh chết ở chỗ này, có chút không đúng cho lắm. Nếu là như vậy, vậy Thiên Ti nương nương hẳn là người của Lật Lục Thị. Ba Đích, các ngươi có thể liên lạc với Tiên Thiên Cung hay không?" "Đại sự đã thành rồi." Ở xa xa, Thiên Ti nương nương nhìn đám cường giả Lật Lục Thị tiến về phía địa phương Ương Trường Sinh bị giết chết, cười khẽ một tiếng, rồi nhẹ giọng nói: "Ta thoáng thi triển chút kế nhỏ, để cho đám cường giả Lật Lục Thị tiến về địa điểm Ương Trường Sinh bị giết. Vì dịch tiên sinh kia nhất định cho rằng ta là người của Lật Lục Thị, là Lật Lục Thị đã giáo họa cho hắn ta, không dám lại tiến về Lật Lục Thị. Hơn nữa, cho dù hắn có khám phá ra, biết rõ ta không phải là người của Lật Lục Thị thì cũng là vô phương. Lật Lục Thị thấy Ương Trường Sinh đã bị giết, khẳng định cũng không dám thu lưu hắn và tiểu công chúa Tiên Thiên Cung, tránh cho chọc giận Trung Ương Thị. Lật Lục Thị sẽ nhanh chóng thông chi Trung Ương Thị. Trung Ương Thị rất nhanh sẽ nhận được tin dữ này. Hoàng tộc cổ lão đang trong lúc phẫn nộ, nhất định sẽ không chút cố kỵ mà tới đây truy xét rồi truy sát, xử tử công chúa Tiên Thiên Cung và vị dịch tiên sinh này. Mà Thiên Đế và Đế Minh Thị sao có thể bỏ qua cơ hội thật tốt này đây? Đế Minh Thị sẽ liên thủ với Trung Ương Thị đối kháng với Tiên Thiên Cung. Vô số sợi tơ nhân quả bị dẫn động, liên lụy càng lúc càng rộng, cuối cùng thiên hạ đại loạn. Lão gia sẽ có thể đạt được lợi ích trong loạn thế là lên bảo tọa Thiên Đế được rồi. Ánh mắt của nàng rơi xuống địa phương Trung Nhạc biến mất, rồi khẽ cười nói: "Dịch tiên sinh, ta và ngươi tuy là đồng đạo, sở học tương đồng, nhưng mỗi người đều vì chủ của mình cả, chớ trách ta lòng dạ độc ác. Ngươi cũng là tồn tại tinh thông nhân quả biến hóa, thiếp thân rất mong đợi có thể giao đấu nhân quả với ngươi, mong đợi ngươi có thể phá giải cục này của thiếp thân, mong đợi có thể vui vẻ quyết đấu trí tuệ với ngươi." Đột nhiên không gian phía sau nàng vặn vẹo, gã nam tử hắc bào kia cất bước từ trong không gian đi ra. Thiên Ti nương nương không người hành lễ, rồi mỉm cười nói: "Lão gia, sự tình đã làm thỏa đáng rồi. Gã nhân tộc này cũng là một cao thủ tinh thông nhân quả,
chỉ là hiện tại đã bị tiếp thân dẫn vào trong cục, không thể thoát thân được. Nam tử hắc bào kia khẽ gật đầu một cái, hòa nhã nói: Thiên Tỷ, để ngươi đối phó với tộc nhân của ngươi, ngươi có áp lực hay không? Thiên Tỷ nương nương khẽ lắc đầu nói: Hắn là tiên thiên thần chuyển thế, sao có thể xem là tộc nhân của thiếp thân được? Kỳ phùng địch thủ, hiếm gặp lưng tài. Thiếp thân có thể gặp được một vị đồng đạo, trong lòng vừa cảm thấy may mắn lại vừa hưng phấn, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng khẽ cười lạnh một tiếng: Lương Cầm chọn canh mà đấu, Lương Thần chọn chủ mà phụng sứ. Thiếp thân có thể gặp được minh chủ, có thể thi triển sở học sở ngộ cả đời, đây mới là đại hạnh. Lão gia không để ý tới xuất thân của thiếp thân, tín nhiệm thiếp thân, ủy nhiệm trọng trách, thiếp thân cảm động tới rơi nước mắt kìa, tự nhiên là hết lòng lo lắng, không dám chậm trễ rồi. Nam tử hắc bào kia mỉm cười nói: Rất tốt, ngươi yên tâm, đợi sau khi ta đăng cơ xưng đế xong, chuyện ta đáp ứng với ngươi tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nếu ta trở thành thiên đế, bằng vào công lao của ngươi, nhân tộc các ngươi sẽ có thể thoát khỏi nô tịch, ngang hàng với những thần tộc khác kìa, không còn làm nô, không còn làm lương thực, không còn bị giam giữ chấn áp nữa. Trong lòng Thiên Tỷ nương nương bốn bề sóng dậy, làn váy của nàng như cánh hoa sen mở ra, chân thành quỳ lại nói: Thiếp thân đa tạ long ân của bệ hạ trước vậy. Đứng lên đi. Thân hình nam tử hắc bào kia nhạt dần, thanh âm vẫn còn vang vọng: Sau khi ngươi làm thành chuyện này, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một tòa chư thiên, nhân tộc dưới trướng ngươi sẽ có thể sinh sôi nảy nở ở trong đấy, có lục đạo luân hồi của chính mình. Nhưng nếu ngươi phản bội ta, cảnh ngộ của nhân tộc các ngươi so với hiện tại sẽ còn thê thảm hơn, vạn kiếp bất phục. Ngươi biết rõ thủ đoạn của ta rồi chứ? Thiên Tỷ nương nương thoáng dùng mình một cái: Thiếp thần không dám. Thân hình nam tử hắc bào kia tản đi, biến mất không thấy đâu nữa. Thiên Tỷ nương nương đứng dậy, thân thể khẽ động, sau đầu hiện ra sáu đạo quang luân, một đám thần minh nhân tộc xuất hiện trong bí cảnh nguyên thần của nàng. Nương nương, hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Đám thần nhân nhao nhao không người hỏi. Có thể tin tưởng được hắn hay không? Hiện tại bất luận thế nào cũng chỉ có thể tin tưởng hắn thôi, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Thiên Tỷ nương nương lên tiếng nói: Ta giúp hắn đoạt được đế vị, hắn cấp cho nhân tộc ta quyền lợi bình đẳng với những thần ma các tộc khác. Ta lo lắng duy nhất chính là tương lai hắn đoạt được đế vị, thỏ chết chó vào nồi, hắn sẽ giết ta diệt khẩu, lấy cớ đã chết liền hết nợ. Sắc mặt đám thần nhân nhất thời đại biến. Một tôn thần nhân nói: Nương nương, nếu vị tồn tại kia đã không đáng tin cậy, sao chúng ta không liên thủ với Viêm Hoàng của Nhân Hoàng Điện đi? Đừng nhắc tới Nhân Hoàng Điện. Thiên Tỷ nương nương cười lạnh một tiếng: Viêm Hoàng gì chứ, Khương Nghi Kỳ vì quyền thế của chính mình mà đầu nhập vào Tiên Thiên Cung, có thẹn với Đông Hoàng, tương lai ta nhất định sẽ lôi hắn từ trên bảo tọa Nhân Hoàng xuống. Các ngươi trước không cần lo lắng chuyện tương lai, cứ việc làm tốt chuyện trước mắt đi, tương lai cho dù ta có thua đi chăng nữa cũng sẽ trước thể hắn tìm cho các ngươi một con đường sinh lộ. Đám thần nhân đều nhao nhao xưng vâng. Hiện tại việc chúng ta cần làm chính là khiến cho tiểu công chúa Tiên Thiên Cung chết ở chỗ này, dẫn động trường hạo kiếp này. Thiên Tỷ nương nương quả quyết nói: Ta muốn các ngươi dò xét tin tức khắp nơi, tìm kiếm tình báo lớn nhỏ gì đều không được bỏ sót, toàn bộ bẩm báo hết cho ta. Các ngươi đi đi. Đám thần nhân nhao nhao từ trong bí cảnh nguyên thần của nàng bay ra, trên không trung xẹt qua từng đạo quang mang, quang tuyến viễn độn phóng đi. Cặp mắt của Thiên Tỷ nương nương chớp động, bộ dáng đột nhiên biến hóa, biến thành một gã nam tử sơn thần tộc, bốn cánh tay không có mặt mũi, điên cuồng phóng chạy. Cũng không lâu lắm, gã nam tử sơn thần tộc do Thiên Tỷ nương nương biến thành phóng người một cái, nhảy lên giữa không trung. Giữa không trung rơi xuống một đạo quang kiều, Thiên Tỷ nương nương chân đạp quang kiều, chỉ thấy một đầu còn lại của quang kiều là một chiếc lâu thuyền hoa lệ. Văn Đạo Điện Hạ cùng một đám hộ vệ đang đứng tại đầu thuyền, một tôn thiên thần trong đấy tế khởi quang kiều tiếp dẫn nàng lên trên thuyền. Sơn tướng quân, sự tình đã thành công rồi sao? Ánh mắt của Văn Đạo Điện Hạ chớp động hỏi. Đã làm thỏa đáng. Thiên Tỷ nương nương khom người, thanh âm thô kệch ồm ồm nói. Điện Hạ, chúng ta biến thành tiểu công chúa Tiên Thiên Cung và Dịch Tiên Sinh giết chết Ương Trường Sinh, chỉ lưu lại một gã thuộc hạ của Ương Trường Sinh. Thuộc hạ núp ở đằng xa, tiểu công chúa Tiên Thiên Cung với Dịch Tiên Sinh quả nhiên đã tới.
gã thần ma chúng ta buông tha kia nhìn thấy Dịch tiên sinh và tiểu công chúa tại chỗ liền phát điên muốn chạy trốn, cuối cùng bị gã Dịch tiên sinh kia đánh chết đi. Thuộc hạ đã ánh chiếu xuống chẳng cánh Dịch tiên sinh giết chết gã thần ma kia, mời điện hạ xem qua. Dứt lời, nàng liền lấy ra một tấm gương dâng lên cho Văn Đạo điện hạ. Văn Đạo điện hạ nhận lấy tấm gương, trong mặt gương tuôn trào ra một mảnh quang mạc, chính là chẳng cảnh Trung Nhạc biến thành tiên thiên kim ô giết chết tôn thiên thần của Ương Trường Sinh kia. Văn Đạo điện hạ khẽ mỉm cười giao tấm gương cho một tôn thiên thần, để kẻ này lập tức đưa tới cho Trung Ương thị. Hắn nhìn về phía Thiên Ti nương nương rồi mỉm cười nói: Sơn tướng quân, ngươi thoạt nhìn trung hậu thành thật, không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ ra kế sách gian xảo như vậy. Làm như vậy, Mộc Khanh Tuyền hết đường chối cãi, nhất định sẽ chết trong tay Trung Ương thị. Trung Ương thị khai chiến với Tiên Thiên cung sẽ không thể không liên minh với cha ta, Tiên Thiên cung càng dễ dàng bị công phá, ngươi làm rất tốt. Khuôn mặt của Thiên Ti nương nương chất phác, cười lấy lòng nói: Điện hạ lập được đại công này, bệ hạ nhất định là vô cùng vui vẻ, điện hạ càng được sủng ái, thần hạ cũng sẽ được hưởng lấy chút ánh sáng của điện hạ. Văn Đạo điện hạ cười ha hả, đã nghe Thiên Ti nương nương lại nói tiếp: Thời điểm hạ thần giám thị đám người Mộc Khanh Tuyền, phát hiện gã Dịch tiên sinh này tinh thông biến hóa, vậy mà có thể biến thành bộ dạng của sơn thần tộc ta, vóng chạy dưới lòng đất kia, bởi vậy hạ thần lo lắng hắn rất có thể sẽ chạy thoát được. Trong mắt Văn Đào điện hạ chớp động tinh quang rồi lạnh lùng nói: Hắn trốn không thoát được đâu. Sơn tướng quân, ngươi thân là chân thần của sơn thần tộc, hắn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi hay sao? Không thể. Thiên Ti nương nương cười ha hả nói: Chặn hắn lại cho ta. Văn Đào điện hạ quả quyết nói. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc mang theo đám người Mộc Khanh Tuyền nhanh chóng bỏ chạy giữa lòng đất, trong lòng thầm nghĩ: Nếu Thiên Ti nương nương là người của Lật Lục thị, như vậy lúc trước Lật Lục thị điên cuồng lục soát tung tích của Thiên Ti nương nương cũng chỉ là giả vờ, rửa sạch kiềm nghi cho chính mình mà thôi. Hắn vốn dĩ định trở về thánh địa của Lật Lục thị chính là muốn mượn lực lượng của Lật Lục thị khiến cho Trung Ương thị cho dù có thịnh nộ cũng không tới mức không nói lời nào đã kích sát thiết thảy bọn họ. Mà nếu Thiên Ti nương nương đã là người của Lật Lục thị, vậy trở lại Lật Lục thị chính là tự chui đầu vào lưới. Đột nhiên Trung Nhạc chợt nhớ tới một chuyện, có chút không rét mà run. Thiên Ti nương nương tinh thông nhân quả, dẫn dụ cường giả Lật Lục thị đi tới địa điểm chị Ương Trường Sinh tử vong, khiến cho bọn họ phát hiện kẻ giết chết Ương Trường Sinh chính là ta và tiểu công chúa Tiên Thiên cung. Đối với nàng hẳn cũng không quá khó khăn. Lật Lục thị hẳn là cũng nằm trong kế hoạch của nàng ta, thậm chí nàng ta còn tính ra ta sẽ không dám lại tiến vào thánh địa của Lật Lục thị. Nếu Thiên Ti nương nương là người của Lật Lục thị trở về thánh địa của Lật Lục thị thì chính là tự chui đầu vào lưới. Mà cho dù Thiên Ti nương nương không phải là người của Lật Lục thị, nếu Lật Lục thị phát hiện Ương Trường Sinh là chết trong tay đám người Trung Nhạc, vậy cho dù đám người Trung Nhạc muốn tiến vào thánh địa của Lật Lục thị tránh né Trung Ương thị, Lật Lục thị cũng sẽ chặn bọn họ ở ngoài cửa, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Mạng lưới nhân quả của Thiên Ti nương nương đã bắt đầu khởi động, muốn gây xích mích ước vạn nhân quả hỗn loạn phức tạp của Tử Vi Đế Tinh, khiến cho rất nhiều đế tộc cường đại, hoàng tộc cổ lão trong Tử Vi Đế Tinh rơi vào hỗn loạn. Mà nàng đã biến đám người Trung Nhạc, Mộc Khanh Tuyền trở thành ngòi nổ dẫn động chàng thiên hạ bao loạn này. Đây là dùng hữu tâm tính vô tâm, nữ tử này lòng dạ ác độc, trí tuệ siêu tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của nàng là muốn đối phó với ta, đối phó Mộc Khanh Tuyền. Nàng đến gặp ta là muốn nhét ta vào trong mạng lưới nhân quả của nàng, trở thành quân cờ của nàng. Sau khi thấy không thể nhét ta vào trong đấy, liền giết chết Ương Trường Sinh, giáo họa sang trên đầu của chúng ta, nhấc lên tranh đấu giữa Tiên Thiên cung và Trung Ương thị. Trung Nhạc nhanh chóng chạy đi dưới lòng đất, trong lòng suy tính đủ các loại khả năng. Thiên Ti nương nương giết chết Ương Trường Sinh, giáo họa cho bọn họ, nhấc lên tranh đấu giữa Tiên Thiên cung và Trung Ương thị, mà thế lực của Thiên Đế chắc chắn sẽ không quanh tay ngồi xem, sẽ nhân cơ hội liên thủ với Trung Ương thị cùng nhau đối phó với bọn họ. Dịch tiên sinh không liên lạc được với Tiên Thiên cung. Lúc này thanh âm đám người Ba Đích đột nhiên vang lên. Trong lòng Trung Nhạc trầm xuống, đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt, từng đạo lực lượng sắc bén khôn cùng từ phía trên đâm thẳng về phía hắn. Đại địa phía trên biến thành một mảnh trống rỗng. Lâu thuyền của Văn Đạo điện hạ từ trong mây lái qua. Văn Đạo điện hạ đứng ở đầu thuyền, Thiên Ti nương nương mở ra bốn cánh tay, trung tâm mỗi bàn tay mọc ra một quả thần nhãn, trong mỗi quả thần nhãn chiếu rọi xuống một mảnh thần quang.
thần quang rọi xuống đại địa, hết thảy ngàn dặm dưới lòng đất nhất thời đều trở nên vô cùng thông thấu, một mảnh trong suốt. Ánh mắt Văn Đạo Điện Hạ nhìn về xuống dưới đại địa ở phía dưới, hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường cung. Hắn dâng cung lắp tên, từng đạo quang tiễn bắn thẳng về phía đại địa ở phía dưới. Từng đạo quang tiễn đâm thẳng vào trong đại địa, giống như cuồng long phóng vọt vậy, xuyên qua dưới lòng đất, bắn thẳng về phía Trung Nhạc. Sâu bên trong đại địa, Trung Nhạc lật tay đánh ra, liền có từng đạo khí tiên thiên bay ra, chặt đứt từng đạo quang tiễn kia. Văn Đạo Điện Hạ cười lạnh một tiếng. Chúng tướng sĩ, bức hắn ra cho ta. Trên lâu thuyền, rất nhiều thần tướng ma tướng quát lớn một tiếng, từ trên thuyền phi thân bay ra, giết về phía bên trong đại địa. Từng tôn thần ma chui vào bên trong đại địa, chỉ thấy thổ địa ở phía dưới lâu thuyền đột nhiên nhô lên thật cao, hóa thành bộ dáng vô số bàn tay, rồi lại đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Sau đấy lại có từng tòa cao sơn phá đất chui lên. Đột nhiên mặt đất chợt nứt ra, huyết tương dâng trào cuồn cuộn, biến thành từng đạo huyết hà. Chiến lực của đám thần ma kia cực kỳ kinh người, nhưng đánh một trận với Trung Nhạc dưới lòng đất lại vô cùng thiệt thòi. Trung Nhạc ở sâu bên trong đại địa thiên biến vạn hóa, giết chết từng tôn thần ma. Văn Đạo Điện Hạ quan sát trận chiến dưới lòng đất, hừ lại một tiếng. Một đám vô năng, ngay cả một gã nhân tộc cũng không thể bắt được, còn cần ta phải đích thân xuất thủ hay sao? Hắn đang định bay ra khỏi lâu thuyền, đột nhiên chỉ nghe phốc một tiếng, một mũi kiếm đã đâm xuyên lồng ngực của hắn. Mũi kiếm đột nhiên từ sau lưng đâm tới, khiến cho hắn căn bản không kịp phản ứng. Điện Hạ. Thiên Ti nương nương ghé sát bên tai hắn, nhỏ giọng chậm rãi nói. Lục Vọng sư huynh, nhờ ta gửi lời vấn an ngươi. Lục Vọng sao? Ngươi là gian tế do Lật Lục thị sắp xếp vào bên cạnh ta sao? Văn Đạo Điện Hạ vừa sợ vừa giận, một kiếm này đã định trụ nguyên thần của hắn, gắt gao khóa lại nguyên thần của hắn, khiến cho hắn không thể thôi động uy năng nguyên thần. Hắn lạnh lùng nói. Lật Lục thị dự định nhấc lên phân tranh giữa Thiên Đế gia, Trung Ương thị và Tiên Thiên Cung, khiến cho Lật Lục thị ngư ông đắc lợi sao? Sau lưng hắn, Thiên Ti nương nương xoay chuyển thần kiếm trong tay, xoắn nát trái tim của hắn, rồi ôm ôm nói. Điện Hạ biết được quá nhiều rồi, xem ra hạ thần chỉ có thể giết Điện Hạ diệt khẩu. Văn Đạo Điện Hạ giống giận một tiếng, bàn tay vỗ mạnh về phía sau, chỉ nghe ầm một tiếng, bàn tay còn lại của Thiên Ti nương nương đã đón đỡ bàn tay của hắn. Một cỗ lực lượng khôn cùng phóng vọt tới, cánh tay Văn Đạo Điện Hạ nhất thể gãy rời, trong lòng vừa sợ vừa giận. Vị Sơn tướng quân này quả thật là kẻ cường đại nhất trong số các thần ma lần này hắn mang theo tới đây. Thực lực so với bản thân của hắn thậm chí còn cường hoành hơn, cộng thêm lại là đánh lén, càng khiến cho hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Trong miệng hắn ồ chảy ra máu tươi, thần trí dần dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên mi tâm của hắn nứt ra, một cỗ đế uy bát ngát muốn từ trong tức khải của hắn bạo phát ra ngoài. Đây là một đạo thần thông do đế minh Thiên Đế lưu lại trong mi tâm của hắn. Tại thời điểm hắn sắp sửa hồn phi phách tán, sẽ lập tức xúc động uy năng của đạo thần thông này, khiến cho thần thông bạo phát cứu hắn một mạng. Điện Hạ, ngươi cho rằng Lật Lục thị không có thần thông đế cấp hay sao? Cũng may trong tay hạ thần có một đạo thần thông phù lục do đế quân Lật Lục thị năm xưa lưu lại. Thanh âm của Thiên Ti nương nương thô kệch, cười ha hả nói. Nàng giơ tay dán một đạo phù lục lên mi tâm của Văn Đạo Điện Hạ, sắc mặt Văn Đạo Điện Hạ liền kịch biến. Lật Lục thị ngay cả thần phù đế cấp như vậy mà cũng ban cho ngươi sao? Trong đạo phù lục kia vậy mà đồng dạng cũng tuôn trào ra một cỗ đế uy bát ngát tuôn. Hai cỗ đế uy va chạm với nhau, nguyên thần và đại não của Văn Đạo Điện Hạ nhất thời bị chấn động thành một đoàn tương hồ. Thiên Ti nương nương rút thần kiếm ra, dùng y phục của Văn Đạo Điện Hạ lau đi vết máu trên thân kiếm, rồi lạnh nhạt nói. Bọn họ làm sao lại ban thần phù cho ta được? Đạo thần phù này có lai lịch khác kìa, là do lão gia nhà ta ban tặng, chỉ là Điện Hạ không có khả năng biết được mà thôi. Nàng giơ tay lên gỡ xuống tấm đế phù đang dán trên mi tâm của thi thể Văn Đạo Điện Hạ. Lúc này đại địa đột nhiên mở ra, Trung Nhạc từ dưới phóng thẳng lên, trong tay chém ra một đạo khí tiên thiên, chém chết một tôn thần ma vừa mới xông ra khỏi mặt đất sau lưng chính mình. Trận tranh phong giữa lòng đất, toàn bộ đám thần ma bộ hạ của Văn Đạo Điện Hạ hết thảy đều mất mạng. Trung Nhạc đáp xuống trên chiếc lâu thuyền đã không còn ai khống chế này, toàn thân của hắn bốc lên sát ý ngập trời, vững vàng phong tỏa Thiên Ti nương nương. Sát khí cùng sát ý của hắn xâm nhập vào trong cơ thể Thiên Ti nương nương, phong tỏa nhục thân
cùng nguyên thần của nàng, ngăn chặn hết thảy thần thông của nàng. Chỉ cần nàng có bất kỳ dị động gì, liền sẽ gặp phải đả kích như cuồng phong bạo vũ của Trung Nhạc. Bàn tay Thiên Tiên Nương Nương đặt trên tấm thần phù kia không chút cử động. Trung Nhạc lạnh lùng nhìn Tôn Sơn Thần ở trước mặt này, thanh âm khàn khàn nói: Thiên Tiên Nương Nương thật sự là hảo thủ đoán. Thiên Tiên Nương Nương đưa lưng về phía hắn, trong miệng gã nam tử Sơn Thần cao to khổng lồ truyền ra thanh âm của nữ tử, cười khanh khách nói: Dịch tiên sinh, đạo nhân quả của ta và ngươi không phân cao thấp, nhưng nếu bàn về vận dụng mạng lưới nhân quả bên trong thực chiến, ngươi thua kém thiếp thân khá nhiều, ngươi có thừa nhận hay không? Trung Nhạc lạnh lùng nói: Nói như vậy, kẻ kế tiếp ngươi muốn giết chính là Lục Vọng sao? Thiên Tiên Nương Nương phốc một tiếng cười khẽ nói: Làm sao mà biết được, hiện tại kẻ mà thiếp thân muốn giết cuối cùng chỉ có tiểu công chúa mà thôi. Chỉ cần tiểu công chúa Tiên Thiên Cung chết rồi, thiếp thân sẽ liền đại công cáo thành. Nếu Dịch tiên sinh kiên quyết muốn bảo vệ nàng, đó chính là địch nhân của thiếp thân. Thiếp thân vì đối phó với tiên sinh sẽ có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có giết thêm vài người cũng không phải không thể. Trung Nhạc đột nhiên tiến về phía trước một bước, khí tiên thiên biến thành một cái chuông lớn chụp về phía Thiên Tiên Nương Nương. Thiên Tiên Nương Nương khẽ giãy giụa thân thể, trong nháy mắt đã biến trở lại hình thái mỹ phụ xinh đẹp, vậy mà đã thoát khỏi khí cơ phong tỏa của hắn. Nàng khẽ xoay người lại, mỹ thái muôn phương, cười khanh khách nói: Vô dụng thôi, Dịch tiên sinh, mặc dù ngươi tinh thông đạo nhân quá, thế nhưng thực lực lại kém xa ta. Thiếp thân không muốn trực tiếp đồng thủ với ngươi là vì ngươi là kẻ đồng đạo, chỉ có dùng đạo nhân quá giết ngươi, ngươi mới có thể chết một cách tâm phục khẩu phục được. Thân hình của nàng phiêu diêu bay lui về phía sau, ống tay áo tung bay, dây lụa phấp phới. Một sợi dây lụa nhẹ nhàng đánh ra một cái lên trên thân cái chuông lớn tiên thiên. Cái chuông lớn nhất thời tản đi, biến trở lại thành một đạo khí tiên thiên. Thiên Tiên Nương Nương cười khúc khích, thân hình chui thẳng vào trong hư không. Từng sợi dây lụa trên kiện semi cũng phiêu động không ngừng, cùng với nàng chui vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Dịch tiên sinh, ta lưu lại cho ngươi một nan đề, ta tặng tấm đế phù này cho ngươi, ngươi không cần cảm tạ ta. Trung Nhạc giơ tay lên thu hồi đạo khí tiên thiên, bước lên đầu thuyền, từ xa nhìn lại khẽ nhíu mày. Chiếc lâu thuyền này đang nghiêng xuống, cắt ngang qua không trung, rơi thẳng về phía đại địa. Trong sáu đạo quang luân sau đầu của hắn, sắc mặt đám người ba đích như đất, ngơ ngác nhìn thi thể của Văn Đạo Điện Hạ. Thiên đế đã chết một vị Văn Xương Điện Hạ, hiện tại một đứa con trai khác của hắn là Văn Đạo Điện Hạ cũng đã chết đi. Đây tuyệt đối là phong ba ngập trời, mà bọn họ chính là ở trong phong nhãn của hạch tâm phong ba. Chiếc lâu thuyền gào thét rơi xuống, Trung Nhạc giơ bàn tay lên nghi muốn gỡ xuống tấm đế phủ đang dán trên thi thể của Văn Xương Điện Hạ. Đột nhiên bàn tay của hắn chợt dừng lại, khẽ nhíu mày nghi muốn rút tay lại. Nữ tử đáng sợ, lưu lại cái nan đề này lại cho ta hay sao? Trung Nhạc thở dài một tiếng, mấy lần nghĩ muốn gỡ xuống tấm đế phù này, thế nhưng lại đắn đo bất định. Gỡ xuống đế phù sẽ có thể phá hư tính toán của Thiên Tiên Nương Nương, khiến cho thiên đế sẽ không trở mặt với Lật Lục thị. Nhưng nếu làm như vậy, thiên đế gia và Đế Minh thị sẽ liền cho rằng Tiên Thiên Cung đã giết chết Văn Đào Điện Hạ. Đế Minh thị sẽ liên thủ với Trung Ưng thị thanh tiễu đám người Trung Nhạc, càng là không có nửa phần sinh lộ. Bất quá có đế phủ trong tay, bọn họ sẽ có thêm một phần bảo đảm, nói không chừng có thể mượn uy năng của đế phủ giữ được tính mạng. Nếu không gỡ xuống đế phủ thì sẽ hãm hại Lật Lục thị, khiến cho Đế Minh thị trở mặt với Lật Lục thị, thậm chí sẽ mạnh mẽ xuất thủ khiến cho thế cục đế tinh càng loạn hơn. Bọn họ nói không chừng còn có thể thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn. Gỡ với không gỡ, tiến thoái lưỡng nan là nan đề mà Thiên Tiên Nương Nương lưu lại cho hắn, khảo nghiệm tâm trí của hắn. Một nữ tử có thể bức ta tới loại trình độ này, thật đúng là hiếm thấy. Trung Nhạc khẽ cắn răng, đột nhiên gỡ xuống tấm đế phủ đang dán trên mi tâm Văn Đạo Điện Hạ kia rồi quát lớn: Đi, chúng ta đi thôi. Thân hình của hắn phóng lên, chiếc lô thuyền ở một tiếng liền rơi xuống đất, đập vào trong một dãy sơn mạch, trượt về phía trước hơn trăm dặm mới dừng lại. Thân hình Trung Nhạc biến hóa, biến thành một gã thần minh Tất Phương thần tộc, không nhanh không chậm bay về phía phạm vi thế lực của Lật Lục thị. Thời điểm này nhất định không thể hoảng loạn, nếu như hoảng loạn sẽ liền lộ ra vết tích chân ngựa. Lúc này Lật Lục thị đã phong tỏa toàn bộ phạm vi thế lực của chính mình, kiểm tra khắp nơi tìm kiếm tung tích của bọn họ, lộ ra vết tích chân ngựa chính là một con đường chết. Dịch sư thúc cả, chúng ta không cần đi nữa, đi gặp cao tầng của Lật Lục thị.
Thanh âm của Mục Khanh Tuyền đột nhiên vang lên. Vừa rồi ta đã dùng thần kính ánh chiếu xuống đối thoại giữa ngươi và Thiên Ti nương nương kia rồi. Chỉ cần giao tấm thần kính này cho Lật Lục Thị sẽ có thể tẩy rửa điều oan khuất của chúng ta. Trung Nhạc lại lắc đầu nói, giao ra sẽ có thể tẩy rửa oan khuất của Lật Lục Thị, không có khả năng tẩy chịu oan khuất của chúng ta. Thiên Ti nương nương sẽ không lưu lại sơ hở rõ ràng như vậy đâu. Trong bí cảnh nguyên thần của hắn, Mục Khanh Tuyền nhất thời ngẩn ngơ. Nếu giao ra thần kính, quả thật sẽ có thể tẩy trừ đi oan khuất của Lật Lục Thị, nhưng tội danh giết chết Ương Trường Sinh của Trung Ương Thị vẫn còn ở trên đầu bọn họ. Trung Ương Thị vẫn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nữ tử này quả thật lợi hại, rốt cuộc nàng ta có lai lịch gì đấy? Trong lòng Trung Nhạc âm thầm suy đoán, nàng nhất định là thuộc về một đại thế lực, ý đồ hoạ loạn thiên hạ đấy. Nhạc tiểu tử, nàng và ngươi là đồng tộc. Lúc này thanh âm Tân Hỏa đột nhiên chợt vang lên. Sao, đồng tộc ư? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, cơ hồ kinh hô thất thanh. Nàng cũng là Phục Hy sao? Không, nàng là nhân tộc. Tân Hỏa thản nhiên nói, thân là một nữ hoa tử của nhân tộc, không ngờ lại có thể bố cục bảy binh bố trận với bốn đại đế tộc, tâm cơ vô cùng lợi hại. Nàng là nhân tộc sao? Trung Nhạc vội vàng nói, Tân Hỏa, sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Tân Hỏa nghi hoặc hỏi, sao ta lại phải nói sớm cho ngươi? Sắc mặt Trung Nhạc âm tình bất định, cho dù Tân Hỏa có nói cho hắn biết cũng vô dụng. Thân phận của hắn bây giờ là tiên tiên thần chuyển thế, Thiên Ti nương nương sẽ không xem hắn là đồng tộc. Hơn nữa, nhìn hành vi của vị nương nương này, hẳn là đã bán mạng cho một cái đến đại thế lực đáng sợ nào đó, chưa chắc sẽ thừa nhận chính mình là nhân tộc, chưa chắc sẽ xem hắn thành người một nhà. Bất luận như thế nào, ta cũng phải sống tiếp. Thiên Ti nương nương muốn giết ta, ta liền đấu với nàng một trận. Trong lòng Trung Nhạc đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác vui mừng. Mặc dù quan hệ giữa Thiên Ti nương nương và hắn là đối thủ, lại bức hắn tới loại trình độ này, hắn vẫn là cực kỳ thưởng thức nàng nữ tử nhân tộc này. Nếu nhân tộc có thể có thêm mấy tồn tại cấp bậc giống như nàng ta, đồng tâm hợp lực, tình cảnh của nhân tộc có lẽ sẽ không thê thảm như vậy. Mà lúc này Lật Lục Thị đã nhận được tin tức của Ương Trường Sinh chết trong phạm vi thế lực của Lật Lục Thị. Bọn họ một mặt rộng rãi xuất động, phái ra cường giả phong tỏa toàn bộ thánh địa Lật Lục Thị, một mặt sai người tức khắc chạy tới thánh địa Trung Ương Thị, nói cho Trung Ương Thị biết cái tin dữ này, tẩy thoát hiểm nghi trên người chính mình. Mà ở bên kia, Tôn Thần Ma do Văn Đạo Điện Hạ phái ra cũng đang mang theo căn cứ chính xác Trung Nhạc đánh chết Ương Trường Sinh, chạy tới thánh địa Trung Ương Thị. Cái tội danh này tất nhiên sẽ không thể rửa sạch. Cùng lúc đấy, Thiên Đế cũng nhận được tin tức Văn Đạo Điện Hạ tử vong, tất nhiên sẽ phi thường phẫn nộ, phái ra cường giả chạy tới Lật Lục Thị. Trung Nhạc chỉ thấy các thần ma kiểm tra bốn phía càng lúc càng nhiều, trên thiên không còn có từng chiếc thần hạm thật lớn không ngừng lái qua, xuyên phá trường không, biến thành một đạo lưu quang. Lật Lục Thị không hổ là đế tộc, cái thế lực đáng sợ này xuất động toàn lực, vô số cường giả hành tẩu trên thiên không, khí tức nghiền ép chư thiên, dao động tinh cầu. Thời điểm Trung Nhạc không nhanh không chậm lên đường, có thể cảm giác được có mấy trăm ngàn cỗ tinh thần lực cường đại đảo qua trên người chính mình. Khí tức của mỗi một cỗ tinh thần lực đều vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là tu vi cấp thần hoàng. Sau khi phát hiện ra hắn chỉ là một tất phương thần tộc, lúc này mới buông tha cho hắn. Chỉ cần đi ra khỏi phạm vi thế lực của Lật Lục Thị sẽ có thể nghênh ngang rời đi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động thầm nghĩ. Cũng tại thời điểm này, tỷ tỷ, sao gã Dịch tiên sinh này và tiểu công chúa Tiên Thiên Cung lại làm ra cái loại hành vi không khôn ngoan như vậy? Một chiếc lâu thuyền thật lớn bay tới, trên thuyền chở theo mấy ngàn thần ma. Lục Vọng và Lục Băng Nga đứng ở đầu thuyền, từng tôn thần ma trên thuyền giao cao một tấm gương lớn chiếu rọi bốn phía, sưu tầm nơi hạ lạc của đám người Trung Nhạc. Lục Vọng có chút suy tư nói, Tiên Thiên Cung vốn dĩ cũng đã có đụng chạm với Thiên Đế rồi, chỉ kém một chút liền khai chiến. Dịch tiên sinh và Mục Khanh Tuyền sao có thể làm ra hành vi không khôn ngoan như vậy được? Giết chết Ương Trường Sinh, chọc giận Trung Ương Thị, trong này sợ rằng có điều cổ quái rồi. Lục Băng Nga gật đầu nhẹ giọng nói, bất luận nói thế nào, Ương Trường Sinh thật sự là chết trên địa bàn Lật Lục Thị chúng ta. Lật Lục Thị chúng ta phải có trách nhiệm bắt được hung thú, không thể để cho bọn họ dễ dàng rời khỏi, bằng không sẽ không thể bàn giao với Trung Ương Thị được.
Ồ! Ánh mắt của nàng đột nhiên rơi xuống trên một mảnh hỏa vân, chỉ thấy một gã thần nhân tất phương đang phóng chạy trên mảnh hỏa vân kia. Lục Băng Nga lấy ra tấm gương chiếu một cái về phía gã thần nhân tất phương kia. Gã thần nhân tất phương kia dừng bước lại, không người thi lễ một cái, rồi cao giọng hỏi: Không biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Băng Nga liếc nhìn tấm gương, chỉ thấy bên trong tấm gương kia quả thật là một gã nam tử tất phương thần tộc, khẽ lắc đầu nói: Không có chuyện gì, mời sư huynh tiếp tục lên đường. Gã thần nhân tất phương mang theo thần sắc nghi hoặc tiếp tục tiến về phía trước. Ánh mắt của Lục Vọng khẽ chớp động, bàn tay đột nhiên vỗ về phía gã thần nhân tất phương ở xa xa kia. Tất phương thần nhân vội qua lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hét lên một tiếng, toàn thân bùng lên thần hỏa, biến thành vô số phượng hoàng lửa, đón chiêu công kích của Lục Vọng. Lục Vọng nhận ra tu vi của vị thần minh này chỉ có vậy, lật tay thu thần thông về cười: Đắc tội rồi. Tu vi thực lực của hắn đúng là cường hãn, thần thông thu về hay tung ra đều chỉ trong nháy mắt, ung dung nhàn nhã. Thần hỏa của tất phương thần nhân đánh hụt mục tiêu, phượng hoàng lửa thần thông của hắn lao thẳng xuống thuyền của Lật Lục Thị thì không khỏi tâm hoảng ý loạn, vội vàng định thu thần thông về, thế nhưng bản lĩnh lại không đủ, thần thông dù thu về nhưng bị kiềm nén đến mức đỏ mặt bừng lên. Tất phương thần nhân có chút thẹn quá hóa giận, muốn phát tác mà không dám, lên tiếng nói: Không dám, không dám. Nói rồi vội vàng bỏ đi. Tốc độ phản ứng và thực lực đều chỉ là thần ma phổ thông, chắc không phải là tiên thiên cung. Lục Vọng lắc đầu: Những kẻ ở tiên thiên cung thực lực đều không vừa, đặc biệt là Dịch tiên sinh thì lại càng đáng nể. Lục Băng Nga sắc mặt đột nhiên biến đổi, kêu lên: Nguy rồi, mau ngăn hắn lại. Tất phương thần nhân nghe vậy sắc mặt tái đi, vội vàng dừng lại, nói lớn: Sư huynh sư tỷ Lật Lục Thí xin tha mạng. Lục Băng Nga cười khẩy: Dịch tiên sinh, ta đã nhìn thấu ngươi rồi, hà tất phải giả vờ như vậy. Tất phương thần nhân làm ra vẻ không hiểu, liền cười trừ. Lục Băng Nga đánh giá hắn một lượt, bỗng bật cười: Ta lừa ngươi thôi, ngươi đúng là không phải hắn, chúng ta tiếp tục. Lục Vọng cười: Tỷ tỷ hơi đa nghi quá rồi. Các thần ma trên thuyền cũng đều lắc đầu cười. Lục Băng Nga nghiêm nghị nói: Không phải là ta đa nghi, mà là việc này quá quan trọng. Mới đây Ương Trường Sinh chết ở Lật Lục Thị chúng ta, khiến Lật Lục Thị nằm giữa vòng xoáy, chỉ không cẩn thận là có thể bị cuốn vào dòng cháy ác liệt này ngay, khó lòng mà bảo toàn. Lúc này chỉ còn cách tìm được Dịch tiên sinh và Mộc Khanh Tuyền chuyển giao cho Trung Ương Thị, thì Lật Lục Thị chúng ta mới thoát khỏi vòng vây được. Lục Vọng suy nghĩ nói: Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vì thế mà đắc tội với Tiên Thiên Cung. Không, chúng ta không đắc tội với Tiên Thiên Cung, hoặc có thể nói là Tiên Thiên Cung không dám đắc tội chúng ta. Lục Băng Nga cười nói: Giờ Tiên Thiên Cung đã đắc tội với Thiên Đế tộc, lại đắc tội với Trung Ương tộc, Tiên Thiên Đế quân sẽ không mất lý trí tới mức đắc tội với Lật Lục Thị chúng ta đâu. Lục Vọng chợt hiểu, liền cười: Vẫn là tỷ tỷ tinh tường, chẳng trách mà trưởng lão ở trong tộc lại có trọng tỷ tỷ như vậy, đệ phải học hỏi tỷ nhiều hơn mới được. Lục Băng Nga thở dài: Dù sao ta cũng chỉ là nữ nhi, sớm muốn cũng phải gả đi. Nếu để đệ sớm độc lập thì tỷ cũng có thể yên tâm tìm một đức lăng quân để gửi gắm cả đời được rồi. Lục Vọng nghe vậy xấu hổ, đột nhiên trên không trung vọng lại từng trận âm thanh lớn từ trên trời giáng xuống một dải thiên hà đổ ào ào xuống. Vô số con thuyền lớn gióng trống mở cờ từ bốn phương tám hướng lái tới. Trên những chiếc thuyền lớn đó là các vị thần ma sừng sững, khí tức hùng hồn, áo giáp sáng loáng thần quang. Lục Băng Nga sắc mặt biến đổi, kêu lên: Là Thiên Đình Thủy Sư sao? Các con thuyền lớn lái ra khỏi thiên hà về phía này, trong đó có một vị thần hầu nhấc mũ giáp ra, lộ có mắt lớn, con mắt đó chiếm cả gương mặt, không thấy mũi miệng đâu. Vị thần hầu này giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một cái mồm, sát khí đằng đằng nói: Dám hỏi là Lật Lục Thị đúng không? Lục Băng Nga không dám chậm trễ, cúi người nói: Đúng vậy, thuộc mạch Lật Lục Thị tộc trưởng Lục Băng Nga. Lục Vọng xin chào tướng quân. Vị thần hầu nghe thấy thuộc mạch Lật Lục Thị tộc trưởng thì khách khí nói: Thì ra là Băng Nga cô nương, Vọng công tử đắc tội rồi. Thiên Nhãn thần tộc Nghiêm công phó xin chào hai vị. Lục Vọng nói: Tướng quân, tại sao Thiên Đình lại xuất động tất cả thiên hà thủy sư như vậy?
Vị thiên nhãn thần hầu nghiêm công phó thở dài. Văn đạo điện hạ đã chết rồi, chúng độc thú ngay trong lãnh địa của Lật Lục thị các vị. Bệ hạ chấn nộ, lệnh cho thiên hạ tùy sư tới điều tra. Lục Băng Nga tỷ đệ lạnh gáy, không rét mà run kêu lên. Sao Văn đạo điện hạ, sao lại cũng xảy ra chuyện được? Bệ hạ yêu quý nhất vị điện hạ này, rất coi trọng hắn ta, không ngờ lần này điện hạ bị tấn công, ngay cả hồn phách cũng không còn. Chắc các vị không nghĩ cũng biết bệ hạ sẽ phẫn nộ như thế nào. Thiên nhãn thần hầu nghiêm công phó lại thở dài. Hai vị đúng là đắc tội rồi, bọn ta cũng là phụng mệnh mà tới, không phải muốn đắc tội với Lật Lục thị đâu. Lục Băng Nga và Lục Vọng tâm tư rối bời, hôm nay hết chuyện này tới chuyện khác, tất cả đều xảy ra trên lãnh địa của Lật Lục thị, khiến Lục Băng Nga cũng rối tung không biết làm sao. Thiên nhãn thần tộc nghiêm công phó nói. Thủy sư đô đốc đã tới thánh địa của Lật Lục thị thông báo, phó đô đốc đang tới nơi điện hạ gặp nạn. Các thủy sư bọn ta đang dẫn đoàn đi tuần sát các nơi của Lật Lục thị, tìm kiếm tên ma đầu giết hại điện hạ. Mong đồng đạo Lật Lục thị hãy tạo điều kiện cho. Mời, mời nghiêm tướng quân. Nghiêm công phó hô một tiếng, các vị thủy sư thần ma tiến lên các tấm lưới lớn phủ đầy bầu trời và mặt đất. Những tấm lưới đấy được luyện chế ra từ xạ tuyến, vừa tung ra là đã dung nhập thiên địa, không nhìn ra bất cứ dấu vết nào. Lục Băng Nga nhìn ra các phía, thấy vô số thiên la địa võng mà thiên đình thủy sư thần ma tế ra. Lần này tới Lật Lục thị có tới hàng trăm vạn thần ma, trăm vạn tấm thiên la địa võng tế lên, cho dù là mũi cũng bay không qua, địa long cũng không tránh nổi. Đắc tội rồi. Nghiêm công phó liên tục cáo lỗi, hắn cười nói. Tiểu thần cần kiểm tra các thần ma trên thuyền, không biết có thể tạo điều kiện hay không. Tướng quân cứ tự nhiên. Nghiêm công phó kiểm tra một lượt rồi lại cáo lỗi. Đúng lúc này một vị tất phương thần nhân cưỡi hỏa vân bay tới. Nghiêm công phó lệnh cho thần ma chặn lại. Lục Vọng cười. Nghiêm tướng quân, vị sư huynh tất phương thần nhân đây, bọn ta đã kiểm tra, không có gì khả nghi. Nghiêm công phó cười. Không phải tiểu thần không tin Lật Lục thị, mà là vì tên tiểu ma giết hại điện hạ hung tàn xảo quyết. Lúc này việc quan trọng tiểu thần không thể không cẩn thận, thực không dám giấu. Tiểu thần xuất thân thiên nhãn thần tộc, con mắt này được gọi là pháp nhãn vô song. Tuy ta chỉ có một con mắt, thế nhưng có thể nhận ra mọi sự biến hóa, nhìn thấu bản chất của biến hóa kia, quan sát nguyên thần bí cảnh. Nếu hắn thật sự không có gì khả nghi thì nhìn là biết ngay. Lục Vọng nhìn tất phương thần nhân nói với vẻ có lỗi. Huynh đài, đắc tội rồi. Tất phương thần nhân sắc mặt tái đi, run lẩy bẩy. Còn phải chịu mấy lần tội nữa đấy, tiểu thần trên đường tới đây sắp bị dọa cho chết rồi. Nghiêm công phó cười nói. Huynh đài, xin đừng trách ta, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Nếu không có nghi ngờ gì, đương nhiên sẽ mời huynh đài đi qua. Hắn khách khí như vậy là vì đây là địa bàn của Lật Lục thị. Có ai biết được vị tất phương thần nhân này có phải vị gia thần quyền quý nào của Lật Lục thị. Vì thế khách khí một chút cũng chẳng có gì thiệt. Nghiêm công phó mở thần nhãn, trong mắt bắn ra một đạo thần quang chiếu lên tất phương thần nhân. Lục Vọng cười. Nghiêm tướng quân quá cẩn thận rồi, bọn ta đã kiểm tra mấy lần. Đột nhiên trong cơ thể tất phương thần nhân phát ra tiếng nổ tanh tách, dưới ánh thần quang của Nghiêm công phó, nhục thân của tất phương thần nhân không ngừng biến dạng. Vốn dĩ hắn rất gầy, lúc này lại phụt phụt nổi cơ bắp, ngoài ra xương cốt cũng liên tục biến đổi. Lục Vọng và Lục Băng Nga chố mắt nhìn. Lúc này tất phương thần nhân lắc mình biến thành một con tiên thiên kim ô, kêu lên một tiếng, vỗ cánh biến thành đạo lưu quang chạy mất. Dịch tiên sinh! Lục Vọng và Lục Băng Nga kêu lên. Mau, mau bắt lấy hắn ta! Nghiêm công phó quát lớn, các vị thần ma thủy sư cùng hô vang, khởi động thiên la địa võng, tiên thiên kim ô mà trung nhạc biến thành vừa bay không được bao xa đã đâm vào tấm lưới ẩn hiện trong trời đất. Thủy sư thần ma gầm lên định thu lưới về thì thấy ba cái móng sắc của tiên thiên kim ô đã xé rách thiên la địa võng, vỗ cánh bay đi. Giết! Nghiêm công phó mắt bắn ra một cột thần quang nhằm vào trung nhạc. Dù sao hắn cũng có tu vi thực lực của thần hầu, chiêu này chắc chắn có thể giết được trung nhạc. Trung nhạc vỗ cánh vừa tránh được thần quang thì lại đâm vào một tấm lưới nữa. Trên thuyền thủy sư, các vị thần ma nhảy lên đáp xuống tấm lưới lớn, tay cầm móc câu, trường thương vừa đâm vừa móc về phía hắn. Nhảy mắt trên không trung, đâu đâu cũng thấy thủy sư thần ma chạy như bay, còn đạo thần quang của Nghiêm công phó bắn hụt thì quay ngược trở lại, giống như con rồng uốn mình,
lao thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc liên tiếp xé rách mấy chục tấm lưới, thủy sư thần ma cuối cùng cũng ở ngay gần trước mắt, công kích như mưa nhằm vào hắn. Trung Nhạc coi như không thấy, lại xé rách một tấm lưới, định lao qua thì đạo thần quang từ mắt của Nghiêm Công Phó xẹt một tiếng quấn chặt được hắn. Thần quang không chỉ giữ chặt nhục thân mà ngay cả nguyên thần cũng bị trói chặt, giữ chặt mọi sự biến hóa. Bắt được hắn rồi! Các vị thần ma hoan hô, hàng mấy trăm trường thương móc câu vừa đâm vừa móc lên người Trung Nhạc, ánh lửa tóe lên, trường thương và móc câu đều bị đánh bật, chỉ có chân thần ra tay thì mới xuyên qua được da của hắn, thế nhưng cũng không đâm được sâu. Nhục thân của hắn thật mạnh. Thủy sư thần ma kinh ngạc. Nghiêm Công Phó đang định bắt Trung Nhạc thì đột nhiên từ mi tâm Trung Nhạc xuất hiện một thanh thần đao chém đôi thần quang. Trung Nhạc thoát thân vỗ cánh bỏ chạy, thế nhưng rồi lại bị vướng vào một tấm lưới nữa, hàng trăm thần ma lao tới công kích. Nghiêm Công Phó nhún người nhảy lên thuyền thủy sư, khởi động chiến thuyền di chuyển về hướng Trung Nhạc trong tấm lưới. Trung Nhạc biết sự lợi hại của hắn, lập tức phá lưới bỏ chạy. Con thuyền lớn đâm vào lưới, hàng vạn thần ma đều mắc chân lưới, thiên la địa võng bị con thuyền kéo đi. Các thủy sư thần ma cũng bị kéo bay lên, thế nhưng tất cả đều nhanh nhẹn đáp xuống thuyền thu lưới về. Con thuyền phá không, các vị thần ma điều động thần quang, pháo đài ở trên mũi thuyền chĩa về phía Trung Nhạc, hàng loạt chùm sáng bắn ra. Lục Vọng do dự nói: "Tỷ tỷ, đuổi theo đi." Lục Băng Nga cũng quyết đoán: "Dịch tiên sinh tuy chưa chắc đã là hung thú giết chết Văn Đạo Điện Hạ, nhưng chắc chắn là kẻ giết Ương Trường Sinh, không thể thán ra được." Thuyền của Lật Lục Thị oanh một tiếng phá không, đuổi theo con thuyền chiến của Thiên Hà Thủy Sư. Tiên Thiên Kim Ô Trung Nhạc biến thành tốc độ cực nhanh, xuyên qua không gian lao đi, khiến cho không khí cũng vỡ vụn. Thần quang pháo bắn phía sau bị không gian vỡ vụn nuốt chửng, không thể gây tổn thương được gì cho hắn. Nghiêm Công Phó đại nộ bay lên không trung rồi lao đi truy đuổi. Lục Băng Nga và Lục Vọng cũng thấy con thuyền này khó lòng theo được tốc độ của Trung Nhạc, liền rời khỏi thuyền đuổi theo sau Nghiêm Công Phó. Tốc độ của Trung Nhạc nhanh tới mức nào đây? Cho dù Nghiêm Công Phó có tu vi thần hầu thì cũng càng đuổi càng xa. Bỗng nhiên lúc này ở phía trước có đám tửng vân bay tới, vô số lá cờ tung bay, trên đó có hai chữ Trung Ương. Những lá cờ này giống như cả bức tường chặn ngang giữa trời đất vậy. Trung Ương Thị, một trong Bát Đại Hoàng tộc, cuối cùng cũng đã tới. Thiên Đế phái tới Thiên Hà Thủy Sư hưng sư động chúng, mà Trung Ương Thị còn hoành tráng hơn Thiên Hà Thủy Sư xuất động chiến xa. Những cỗ chiến xa được kéo bởi rồng, trên chiến xa phấp phới bay cờ phướn của Trung Ương Thị. Sắt khí đằng đằng, chiến long hùng dũng, dài tới vài trăm mét, trên người phủ khải giáp, còn trên chiến xa là các vị thần ma cường đại, thân hình hùng vĩ. Các vị thần ma đứng phía trước điều khiển chiến xa thì đè ngực trần, nắm chắc dây cương, hùng tráng vô ngần. Trung Ương Thị có tất cả 4 mặt, 4 gương mặt, mỗi mặt có 3 con mắt. Thời đại địa kỷ xuất hiện 5 triệu thiên đế, đến giờ hoàng tộc cổ xưa này vẫn thịnh vượng mà không hề suy yếu. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để thấy căn cơ của hoàng tộc này hùng hậu như thế nào. Thậm chí ngay cả đế tộc hiện nay cũng không thể sánh bằng. Ương Trường Sinh là người nổi trội nhất trong số các thần minh trẻ tuổi của Trung Ương Thị, được Trung Ương Thị coi là niềm hy vọng lớn lao, mọi người đều bồi dưỡng, bảo vật cũng nhiều, thậm chí không thiếu bảo vật chứa thần thông đế cấp như đế phù. Nhưng lần này Văn Đạo Điện Hạ đã giết hắn trước mặt Thiên Ti Nương Nương. Trên người Văn Đạo Điện Hạ cũng có bảo vật tương tự, dùng đế phù khắc chế đế phù rồi giết hắn. Vị thiên thần Văn Đạo Điện Hạ phái đi đã đưa thần kính tới Trung Ương Thị. Trung Ương Thị chấn nộ, phái đoàn đại quân chiến xa tới bắt bọn Trung Nhạc và Mục Khanh Tuyền. Các cỗ chiến xa lao tới với khí thế kinh thiên động địa. Các vị thần ma phía trước thấy một con tiên thiên kim ô vỗ cánh bay tới, liền lấy ra các bức họa mở ra, trong tranh chính là cảnh tượng tiên thiên kim ô mà Trung Nhạc biến thành giết chết thần ma di chướng Ương Trường Sinh. Tất cả đều hư lạnh một tiếng: "Chính là hắn, mau bắt lấy!" Các vị thần ma Trung Ương Thị quát lớn, thúc chiến xa đuổi theo Trung Nhạc. Chính giữa đại quân chiến xa sừng sững một cái lều lớn không ngừng xoay chuyển, phía dưới là một vị tạo vật chủ của Trung Ương Thị từ từ bay lên, bước về phía Lật Lục Thị lên tiếng nói: "Các người bắt lấy hắn, ta tới chào tộc trưởng Lật Lục Thị. Đây dù sao cũng là địa bàn của Lật Lục Thị, phải thông báo với chủ nhân một tiếng." Trung Nhạc bỗng dừng lại giữa không trung rồi lao về hướng bên phải.
các cỗ chiến xa được kéo bởi 9 con rồng lao đi như bay. Trung Nhạc đang chuẩn bị bay sang phải thì chiến xa từ bên trái cũng lao tới, giống như cánh của đại điểu, một trái một phải áp sát vào giữa. Trung Nhạc lập tức lùi nhanh, ngay trước mặt là Nghiêm Công Phó, Lục Băng Nga và Lục Vọng cùng với con thuyền khổng lồ của Thiên Hà Thủy Sư, thuyền của Lật Lục Thị. Phía xa, những chiếc thuyền lớn khổng lồ của Thiên Hà Thủy Sư đang tới gần. Vô số Thiên Hà Thủy Sư, thần ma vừa tới phía này vừa tới các tấm lưới lên. Lần này nguy rồi. Trung Nhạc tim trầm xuống, lao thẳng về hướng bên phải, tránh Nghiêm Công Phó. Còn Lục Băng Nga và Lục Vọng, hai chỉ đệ bị tụt lại một bước, lập tức chuyển hướng lao về phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó, Nghiêm Công Phó không kịp giết Trung Nhạc, hai tay vẽ nên một vòng tròn lớn ở trước ngực, hô lớn một tiếng. Trong vòng tròn là một đạo thiên hà hùng hồn, giống như thủy long dương nanh múa vuốt tấn công sau lưng Trung Nhạc. Phía trước chính là Lục Băng Nga và Lục Vọng. Lục Băng Nga tốc độ là nhanh nhất, dù sao cũng là một vị thần hầu, luận thực lực thì còn mạnh hơn nhiều so với Nghiêm Công Phó. Lục Băng Nga đang định ra tay thì đột nhiên Trung Nhạc giơ tay lấy ra một tấm thần phù chiếu về phía nàng. Đế phù của Lật Lục Thị ta sao? Lục Băng Nga kêu lên thất thanh, vội vàng lui về phía sau. Lúc này mới nhớ ra Lục Vọng cũng đang lao tới Trung Nhạc thì không khỏi nổi da gà hét lớn. Vọng đế, đừng tới gần. Lục Vọng lao tới, nhục thân từng khúc phình to, biến thành một cự nhân, thủy long quấn quanh người. Hắn cười nói, Dịch tiên sinh là tiên thiên thần chuyển thế, có dám đấu với ta một trận hay không? Hai người chỉ trong nháy mắt là gặp. Trung Nhạc đột nhiên bỏ tiên thiên kim ô chi thân, thân hình khổng lồ lập tức bé lại, lướt qua người Lục Vọng. Lục Vọng cũng nhanh chóng biến nhỏ lại, thủy long trên vai thò vuốt nhằm tới mặt của Trung Nhạc. Con thủy long này được biến thành từ tiên thiên thái âm chi khí, vô cùng sắc bén. Âm dương nhị khí trong hai mắt của Trung Nhạc bắn ra, biến thành song long lao về phía con thủy long kia. Hai luồng khí rút về mắt, vút của thủy long cũng bị đánh bật ra. Khớp trên toàn thân Lục Vọng lay động, đánh nhanh trong phạm vi gần. Toàn thân hắn như mọc thêm vô số cánh tay, giống như thủy long kêu rên, sóng âm oanh kích đại não của Trung Nhạc. Dưới sườn Trung Nhạc mọc thêm vô số tay vung lên, những âm thanh lớn vang lên không ngừng. Trung Nhạc mượn lực bay ra, thân hình biến thành con tiên thiên kim ô bay đi, tốc độ lại nhanh hơn. Lục Vọng đuổi không kịp, vai rung lên một cái, thủy long bay ra. Đột nhiên thủy long há mồm nuốt đạo thần thông thiên hà của Nghiêm Công Phó. Thủy long lập tức biến thành khổng lồ, dương nanh múa vuốt tấn công Trung Nhạc. Tiên thiên kim ô do Trung Nhạc biến thành cũng rất lớn, sải cánh nghìn dặm, còn bàn vuốt kia chỉ tương đương với thân thể của hắn, móng vuốt trụm ngược lại là sắp bắt được hắn. Thủy long của Lục Vọng được biến thành từ tiên thiên thái âm chi khí, vô cùng tinh thuần. Sau khi hấp thụ thần thông của thần hầu Nghiêm Công Phó, uy năng càng thêm cường hãn, sắp bắt được Trung Nhạc. Đột nhiên khí tức Trung Nhạc thay đổi, toàn thân lan tỏa đầy tiên thiên thái âm chi khí. Bàn vuốt kia chụp lại, Trung Nhạc lao lên sát với móng vuốt, thân hình nhập vào trong móng vuốt, đoạt lấy thần thông của Nghiêm Công Phó. Hắn không phải là tiên thiên kim ô chi thể hay sao? Sao có thể tu luyện được cả tiên thiên thái âm chi khí đấy? Lục Vọng xứng người, đột nhiên thủy long khổng lồ bị chấm đôi ở giữa người, Trung Nhạc cưỡi thủy long bay đi. Một tấm thiên la địa võng xuất hiện đột ngột trên không trung, thủy long và Trung Nhạc đều bị mắc lại trên lưới. Hắn vừa xé rách một cái thiên la địa võng thì lại xuất hiện một cái khác. Những chiếc thuyền khổng lồ khác của Thiên Hà Thủy Sư cũng đã tới, phủ thiên la địa võng toàn bộ trên trời dưới đất để hắn không thể di chuyển. Trên những chiếc thuyền đấy, vô số thần ma nhảy lên đứng trên những tấm lưới ẩn hiện trên hư không, chạy đi như bay từ bốn phương tám hướng tràn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc lùi về sau, những chiếc thuyền lớn bỗng dừng lại, nước lớn lan rộng giống như bức phách chặn đứng đường lui của hắn. Cảnh tượng này giống như một dải thiên hà vắt ngang trời đất, mặt sông đổ xuống mặt đất, những con thuyền lớn nằm trên mặt sông, thần ma đứng sừng sững giữa không trung song song với mặt đất, vô cùng quỷ dị. Những thần ma đó gầm lên cùng tung thiên la địa võng về phía trước, còn các thần ma phía sau là đang tu lưới về, chạy về phía sau, sau đấy lại tung lưới chèn ép không gian của Trung Nhạc. Giải thiên hà chảy vòng quanh, đồng thời cũng không ngừng ép về phía trước. Cùng lúc đó, đại quân chiến xa của Trung ương thị uỳnh uỳnh lao tới, chiến xa hai cánh đâm sầm vào Thiên Hà Thủy Sư, sau khi gộp vào cũng đè về phía trước. Phạm vi Trung Nhạc có thể hoạt động đang nhanh chóng thu hẹp lại. Lục Vọng xông tới cười ha hả, Dịch tiên sinh, người đã không còn đường nào để đi nữa rồi,
chắc chắn sẽ chết tại đây. Thay vì bị đại quân vây giết, chi bằng hãy chiến với ta một trận cho sảng khoái đi, thi triển sở học cả đời để ta giết ngươi đi. Như vậy người chết cũng sẽ bi tráng hơn nhiều. Trung Nhạc hừ lạnh, lắc mình biến thành hình người, một quyền một cước chấn lên cổ phác đại khí. Lục Vọng đỡ quyền cước của hắn, bị chấn động toàn thân, chiến ý càng thêm mạnh mẽ, cười ha hả nói: Tiên thiên chi thể của ngươi quả nhiên cường hãn, nhưng nhục thân của ta cũng không hề thua kém ngươi đâu. Trung Nhạc thò tay ra, nửa con thủy long quấn trên cánh tay của hắn, một quyền tung ra. Lục Vọng cũng có nửa con thủy long quấn ở trên người, đỡ đòn đó toàn thân của hắn run lên, bước vài bước lùi về sau. Sáu quầng sáng sau đầu bay ra liên tiếp tấn công Trung Nhạc. Trong sáu quầng sáng kia có sáu thế giới thủy trạch, tiên thiên thái âm chi khí ào ào, vòng xoáy cuồn cuộn như muốn nghiền nát Trung Nhạc trong lục đại luân hồi. Sáu quầng sáng sau đầu Trung Nhạc cũng mở rộng, bên trong như chứa sáu thế giới thuần dương. Sáu vòng mặt trời biến ra từ tiên thiên thái dương chi khí, đánh bật lục đại luân hồi của Lục Vọng. Trung Nhạc thoát thân ra ngoài. Vọng đế, mau lùi lại! Lục Băng Nga lao tới hét lớn. Trong thiên hà thủy sư, một dòng sông lớn chia nhánh, một vài cỗ chiến thuyền chuyển hướng tấn công Trung Nhạc. Ở đầu kia thì các cỗ chiến xa chiến rồng cũng lao ầm ầm tới. Tại trung tâm, một vị trung ương thị thần nhân bay lên rồi nói lớn: Thiên hạ thủy sư lui xuống, lần này là cuộc chiến của trung ương thị ta, bắt nghịch tắc, các ngươi không cần phải tham dự. Giữa các thiên hạ thủy sư cũng có một vị thần sư tọa trấn chủ thuyền, cười ha hả: Trung ương thị thật oai phong, bọn ta phụng mệnh thiên đế tới bắt kẻ đã sát hại văn đạo điện hạ, lẽ nào trung ương thị còn muốn chống lại thiên uy hay sao? Vị thần nhân trung ương thị sắc mặt tối lại, ngồi xuống dặn dò hai bên: Bắt tên nghịch tặc kia lại cho ta, nếu không bắt được thì giết chết đi. Vị thần nhân thiên hà thủy sư cũng cười khẩy quát lớn: Bắt kẻ to gan tài trời kia lại cho ta, chỉ cần còn sống không được để hắn chết đi. Bắt được hắn còn sống thì dâng lên bệ hạ xử hắn trên trảm thần đài thị chúng. Chiến xa và chiến thuyền lao tới, Lục Băng Nga cũng xông tới. Lục Vọng và Trung Nhạc đang giao chiến ác liệt, Lục Vọng cười ha hả: sảng khoái mà, không hổ là người có thể sánh ngang với thiên huyền tử, lâu rồi mới gặp được đối thủ mạnh đến như vậy. Mà tỷ làm gì vậy? Lục Băng Nga thỏ tay tới, tóm một miếng thịt sau cổ Lục Vọng. Lục Vọng vô cùng cường hãn, thế nhưng bị nắm miếng thịt đó là người lập tức sụ lơ trong tay Lục Băng Nga rồi bị kéo đi. Tỷ thả đệ ra, đệ còn muốn đại chiến 300 hiệp với hắn ta. Lục Vọng kêu lên, Lục Băng Nga mặt tím lại, lao vút đi rồi cười khẩy: Ta đang cứu đệ đấy, lát nữa đệ chết cũng không biết tại sao mà chết đâu. Trung ương thị và thần tướng của thiên hà thủy sư đánh tới, vô số thần thông và thần binh, thần ma binh ập vào như vũ bão. Trung Nhạc đánh phải đỡ trái, đột nhiên tế nguyên đan lên biến thành tiên thiên lực trường, khiến các thần ma đứng yên trên không trung. Uỳnh uỳnh, công kích đánh vào tiên thiên lực trường gần như đánh tan nguyên đan của hắn. Trung Nhạc thu nguyên đan về, biến thành kim ô vô cánh bay đi. Đại quân chiến xa cùng thiên hà thủy sư đã phong tỏa nơi này, không ngừng thu nhỏ lại không gian hắn có thể di chuyển chỉ còn chưa tới trăm vạn dặm, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục thu nhỏ lại. Trên bầu trời treo đầy thiên la địa võng, còn có vô số thần binh của trung ương thị. Thần binh là những chiếc lò lửa, miệng lò hướng xuống dưới giống như có mặt kính chiếu về phía hắn, lực hút khủng khiếp phát ra muốn hút hắn vào trong lò. Trung Nhạc thân hình lướt đi, tránh thần quang bắn ra từ miệng lò, bước chân bị kéo chậm lại, lại có vô số thần ma tràn tới nhấn chìm hắn. Tiếng thét gào hô giết vang lên không ngừng, vô số thần ma bị ném lên trời, chân tay đứt lìa. Trung Nhạc cố gắng giết khỏi vòng vây, lập tức lại bị hàng trăm thần ma vây khốn, lại lọt vào trong vòng vây. Càng ngày càng có nhiều thần ma tràn tới, có tới hàng nghìn thần ma, dần dần tới hàng vạn, vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Các lộ thần hầu mau xuất chiến! Vị thần nhân trung ương thị thấy hàng vạn thần ma mà không bắt được Trung Nhạc, ánh mắt lóe hàn quang hô lớn. Cùng lúc đấy, trong thiên hà thủy sư tung cờ, các vị thần hầu phó tướng thấy cờ hiệu cũng lập tức lao tới. Thiên hà và đại quân chiến xa vẫn đang thu hẹp phạm vi của Trung Nhạc, chỉ còn chưa tới vạn dặm. Cũng tạm rồi. Trung Nhạc nghiến răng lấy ra đế phù của Lật Lục Thị rồi khởi động nói: Ta chỉ cần sống
cốc cần phải vinh quang. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.